tỉnh thức thì ngược lại là mê lầm. Vì vậy cho nên mình muốn hộ trì thì phải có nơi nào có chánh pháp, nơi đó mới có sự hộ trì. Thì nếu không thiền sao mình hộ trì được? Hộ trì là hộ trì cái gì? Cho nên ngay chánh pháp thì chúng ta cũng hộ trì. Hộ nghĩa là bảo hộ, giúp đỡ. Trì nghĩa là gìn giữ. Như vậy thì nơi mỗi chúng ta cũng có được cái tâm nguyện là muốn hộ trì Phật pháp hay là hộ trì chánh pháp. Mà tâm nguyện đó là tâm nguyện của các bậc Bồ Tát từ khi mới bắt đầu phát tâm cho đến thành đẳng giác Bồ Tát. Trong cái sự tu hành chúng ta có từng bậc từ khi sơ phát tâm. Sơ phát tâm là gì? Là ngay cái giây phút, ngay cái ngày đầu mình vừa phát cái tâm mình tu tập, cái giây phút đó, cái ngày giờ đầu tiên đó chúng ta gọi là sơ phát tâm. Chữ sơ là mới bắt đầu. Thì bây giờ trong chúng ta ngồi đây có những người sơ phát tâm. Và khi mình sơ phát tâm, từ lúc mình mới phát tâm mình hộ trì chánh pháp, Phật pháp cho đến khi nào mình sắp sửa thành Phật, là đẳng giác, diệu giác là thành Phật. Tại vì muốn thành Phật thì phải trải qua 52 cái giai đoạn. 52 giai đoạn từ thập tính, thập địa, thập hạnh, thập hồi hướng cho đến đẳng giác, diệu giác rồi mới tới thành Phật. Như vậy thì là một vị Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi sắp thành Phật, không bao giờ mình bỏ cái tâm nguyện muốn hộ trì. Trước hết là hộ trì chánh pháp. Vì nếu không muốn hộ trì chánh pháp thì chánh pháp có mà không ai hộ trì thì sẽ bị mai một. Bây giờ hộ trì chánh pháp trước hết là chúng ta hộ trì cho nhau. Bây giờ mình đặt một câu hỏi là hàng ngày mình đã hộ trì cho nhau chưa? Mình hộ trì cho nhau bằng cách nào? Vợ chồng cũng có thể hộ trì cho nhau. Ví dụ mình thấy người chồng tu tập, mình hộ trì. Người vợ tu tập, mình hộ trì. Cha mẹ tu tập, mình hộ trì. Thậm chí bạn đạo tu tập, mình hộ trì. Quý thầy, quý cô, quý thầy, quý sư cô làm việc Phật sự, mình hộ trì. Vì vậy cho nên các thầy, các giảng sư mới đi khắp đó đây để mà tuyên chánh pháp. Nhưng mà người tuyên chánh pháp thì phải có người hộ trì để cho cái buổi tuyên pháp đó nó được viên mãn. Ví dụ như hồi chiều đây khi có quà đến thì sư trụ trì mới nói lẽ ra là sắp xếp trên chánh điện á, set up hết rồi. Nhưng mà rồi Phật tử báo là sẽ đông lắm, mà hơn nữa một số quý bác lớn tuổi ngồi đất khó, cho nên quyết định là đem xuống hội trường. Chỉ trong vòng có 30 phút là phải làm sao chuẩn bị được cái chỗ này để cho đại chúng có chỗ ngồi và set up mọi thứ để chúng ta có được buổi sinh hoạt này. Nếu không có sự hộ trì của mỗi người thì làm sao sự việc đó có được. Cho nên trong cuộc sống thiết thực nhất và hay ho nhất là chúng ta phát tâm hộ trì. Ngày xưa có câu nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật ra đời, ngàn Phật trợ giúp. Cho quý vị thấy Đức Phật Thích Ca ngồi giữa, Ngài Ca Diếp A Nan đứng hai bên hầu. Hay có nơi người ta thờ Phật Thích Ca ngồi giữa hai Bồ Tát hai bên. Tượng hai Bồ Tát hai bên là ý nói gì? Hộ trì. Sự hộ trì, sự trợ giúp. Cho nên theo kinh Bi Hoa đó, Đức Phật A Di Đà ngày xưa là một vị hoàng thượng, một vị vua tên là Vô Tránh Niệm. Ngài phát nguyện tạo dựng cảnh giới an vui gọi là cực lạc để đưa những chúng sanh phát nguyện về cảnh giới an vui mà không muốn ở chỗ ta bà khổ não. Khi mà Ngài phát nguyện vậy thì hai người con trai đứng ra phát nguyện, con sẽ hộ trì cho cha,
Đến khi nào cha thành lập được đất nước đó thì hai chúng con sẽ là hai người phò trì trợ giúp, thì hai người con đó là Quan Âm Thế Chí đó. Quan Âm Thế Chí đó là con trai của Phật Di Đà, nếu nói theo lịch sử hai vị thái tử. Mà còn hai người nữa đó là Văn Thù Phổ Hiền. Quý vị muốn biết chuyện này, quý vị phải đọc kinh Bi Hoa. Trong kinh Bi Hoa có kể chuyện đó. Nhưng mà ở đây á, chúng ta lấy cái ý để chúng ta nhắc nhở cho nhau. Bởi vì có những bộ kinh thuộc hiện, thuộc Đại Thừa, và Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, những vị đó, ngay cả Đức Phật Di Đà không có ở thế giới của mình. Chúng ta biết được các vị Phật, các vị Bồ Tát này do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Vì các ngài đó không có xuất hiện ở cái cõi đời của mình, cho nên mình không biết các ngài là ai. Sở dĩ mình biết là do Phật Thích Ca giới thiệu. Thì bây giờ Pháp Hòa chỉ muốn lấy cái ý là sự hộ trì. Đã. Cha phát tâm tu, con hộ trì. Bây giờ quý vị nghĩ đi, cũng bây giờ thí dụ bây giờ chồng mình phát tâm tu, vợ phát tâm tu, mình không hộ trì, không lẽ đợi khi nào người ta đổi ý, người ta đi casino mình hộ trì. Hay lúc nào mình ta không muốn tu nữa, ta đi casino, lúc đó mình hối hận, mình kiếm người mình nói giờ sao dẫn ông về giùm con. Đi xa quá rồi đâu có dẫn được. Vì vậy cho nên sự hộ trì rất là cần thiết. Tại vì chính khi nào chúng ta có hộ trì thì chúng ta mới làm cho tinh thần của cái người đương sự có được cái tâm trí dũng mãnh kiên trì để tiếp tục con đường của mình. Thật sự mình nói đó, trong nhà Phật hay dùng cái từ là tha lực với lại tự lực đó. Tự lực là mình phải tự làm, nhưng mà tha lực là gì? Là sự trợ giúp, sự tán đồng, sự đồng tình, sự phát tâm hộ trì cho người đó. Ví dụ như là có những bác muốn đi nghe giảng xa quá không biết đường, đang lo, và bây giờ chỉ cần mình nói bác ơi, bác có đi nghe không, lát con đi ngang, bữa đó con đi ngang con đón bác nghe, chưa chở nhưng bác đã yên tâm rồi đó. Bác đã yên tâm là bữa đó tôi có người chở. Rồi thậm chí bác đó đi chuyến đi thì có xe mà chuyến về không có, ngồi nghe chứ phập phồng lắm, lát không biết ai chở về. Mà nếu như mình biết được chuyện đó, mình để cho cái bác đó được sự yên tâm ngồi nghe pháp mà không bận lòng cho chuyến về, bác cứ ở đây, lát con chở bác về. Cho nên mình biết cái người đó, đó đang lo cái gì, mình tới mình nói cho người đó đừng có sự sợ hãi đó. Đó là hộ trì. Và trong cái pháp bố thí, người đó thí một cái gọi là vô ý thí. Vô ý thí là gì? Cho người đó đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng. Ví dụ mình là người già ở đây nè, mình có thể là mình lo không biết nữa, mình già, con mình có lo cho mình không? Cái đó mình có thể lo. Nhưng mà có một điều mình không lo là con không lo, chính phủ lo. Người già ở đây là nhất định là sẽ có tiền già, nhất định là sẽ có chỗ ở của chính phủ, cho nên thật sự là không lo. Thì chính phủ đã cho mình cái gì? Cho mình một cái gọi là vô quý thí. Nhưng mà thật, khi mà chính phủ tài thí cho mình, nghĩa là chính phủ cấp lương cho mình mỗi tháng, đó là tài thí. Phải vậy không? À, rồi chính trong khi chính phủ cho mình tài thí thì cho mình luôn cả vô quý thí, là sự không sợ hãi. Có thể là mình lo, tôi không biết nữa, tôi già, con tôi lo tôi không, có đã có thể lo. Nhưng mà bảo đảm một điều là nếu nó không lo, chính phủ lo. Mà cho dù nó có lo, nghĩa là nó tới thăm nom, nhưng mà quyền lợi của người già vẫn gấp lai sinh. Dù mình có giàu có, mình có dư dả, nhưng ở đây người già là được có cái gì, cái quyền hưởng của người già. Cho nên người già nào tới tuổi rồi cũng làm đơn xin tiền già. Ở bên Canada đó, người già được quyền ăn tiền già mà ra khỏi nước trong vòng 6 tháng. Ở đây được mấy tháng? Mấy tháng? 3 tháng không? 1 tháng. Ở bên Mỹ là chỉ 29 ngày thôi.
Ai mà đi hơn, coi như người nào mà đi tới 30 ngày là nó cúp tiền già, rồi là phải về xin lại. Còn bên Canada là đi sao đi, miễn đừng qua 6 tháng. Tiền già mỗi tháng vẫn direct deposit, đi thẳng vô băng, không có gửi check nữa, đi thẳng vô băng luôn. Đó. Cho nên người già đó ở bên Canada đó, nói Pháp Hòa nói chung là ở Mỹ, ở Đức, ở Úc, nói chung là các nước tân tiến đó, các nước mà chúng ta đang ở bây giờ đó, là hầu như người già nào cũng được hưởng. Không phải chỉ tiền già mà ngay cả gì bệnh hoạn nữa. Mình về mình ở những cái xứ của mình nghèo, không ít ai lo, thì mình lo gì? Trời nữa không biết tôi bệnh tôi có ai lo không. Chứ ngay bây giờ mình ở cái đất nước này, không có lo già không có chỗ ở, không có lo già không có tiền, không có lo bệnh, không có bệnh viện lo, mà chẳng những mình vô bệnh viện ta lo còn hơn mình nghĩ nữa. Vậy cực lạc chưa? Quá cực lạc rồi chứ gì nữa. Mà tại sao mình vẫn lo? Tại vì mình thích cực khổ. Cho nên cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Mình thiệt sự là mình ở cực lạc. Rồi bây giờ quý vị thấy sự hộ trì của chúng ta đối với chính phủ. Mình đi làm, mình đóng thuế, thì cái tiền thuế đó là hộ trì cho cái ngân khoản chính phủ. Rồi chính phủ lấy cái tiền đó hộ trì cho người già, cho người bệnh, cho trẻ em. Thế thì chúng ta thấy trong cuộc sống này không bao giờ thiếu sự hộ trì. Mà đôi khi chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ hộ trì là một cái gì đó phải gọi là mình ghi nhận chứ thật sự, chớ cái nhìn nhẹ nhàng. Và với con mắt chánh niệm tinh tế thì chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đang được sự hộ trì của người khác và chúng ta đang hộ trì cho người khác. Mình đi xe, những con đường người ta phải tráng nhựa làm cho con đường đó tốt để hộ trì cho mình. Quý vị biết ở xứ tuyết như chỗ Pháp Hòa ở đó, một năm là 6 tháng lạnh. Bây giờ là ở bển đang tuyết rồi. Những cái ngày tuyết nhiều, chính phủ phải cho xe ra đường xúc tuyết. Mà đôi khi khuya mới làm việc được, tại khuya mới bớt xe, thì những cái xe tải lớn mới đi trên đường xúc tuyết. Mà một cái cách xúc tuyết bằng cách nào? Hai chiếc xe tải đi song song, một chiếc thì hút tuyết vô trong một cái ống, rồi phun qua một cái chiếc xe kế bên. Hai chiếc xe lái cùng song song với nhau vậy nè, để phun tuyết qua bên cái xe bên này. Rồi khi mà đầy rồi đó, thì cái chiếc xe đó chạy, chiếc xe tải khác nối vào, mà đi và tìm những cái bãi lớn để đổ những cái tuyết đó. Mà hễ mà đường mà trơn á, là phải đi rải cát, rải muối để cho đường đừng có trơn. Mùa đông xong rồi, đường xá hư, cho nên năm nào mùa hè cũng sửa đường hết. Sửa từ khi mà vừa tan tuyết, sửa cho đến khi mùa đông. Và có những công trình phải làm ban khuya chứ ban ngày là không được. Thì ban ngày người ta làm việc xe cộ rất là đông, thì chỉ cần mình đi ngang những con đường đó, mình thấy mình được sự hộ trì của họ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, rồi thậm chí xin lỗi, mình ở một cái đất nước mà nó nghèo đói thì có thể là ta không có lo chuyện đó rồi. Sống người ta còn không lo thì chết ai lo. Cho nên rồi ở bên những cái xứ này đó, quý vị biết không, lỡ mà ai đó mà độc thân mất ở trong nhà mà tìm không được người thân, chính phủ vẫn có những cơ quan lo việc đó. Vì tất cả nhà hoàng họ thay phiên nhau, họ take care, họ lo cho những người mà không người thân. Khi quá vãng họ sẽ lo chuyện đó. Rồi có một cái nghĩa trang để chôn những người đó. Để chi? Rồi lỡ sau này người thân họ có tìm ra tung tích, họ liên lạc với chính phủ địa phương, thì ở đó sẽ dẫn ra cái mộ và chỉ cho biết tháng đó ngày đó thân nhân anh mất mà quý anh chị không hay, chúng ta đã chôn ở đây. Thì Pháp Hòa đã từng đi những cái đám như vậy.
họ liên lạc với mình và họ nói là bây giờ có một người Việt Nam này, tìm chưa được người thân, thầy lên thì tụng kinh rồi chôn cất, rồi sau đó người nhà biết được mới chạy lên chùa hỏi, thì Pháp Hòa mới dẫn ra và chỉ chỗ đó, thí dụ vậy đó. Cho nên mình mới thấy là hiện nay có ở Việt Nam mình, ví dụ có những người, người ta có khả năng, người ta cũng phát tâm, người ta mua những cổ quan tài ta để sẵn đó để dành bố thí giúp cho những người mà mất mà không có quan tài để lo an táng. Cho nên nếu mình nhìn kỹ, nhìn sâu thì mình thấy hộ trì, ngay cả khi chúng ta ăn chay, chúng ta không biết nấu hoặc chúng ta không có thì giờ, thì có những người người ta làm thức ăn chay, người ta bán. Tuy người ta bán người ta lấy tiền, nhưng mà nhờ người ta, mình có tiền mà không ai nấu cho ăn, thì mình mua một món ăn chay đó để mình có được một bữa chay mình ăn. Thật sự ra đó cũng là sự hộ trì. Và quý vị thấy nhiều khi mình tụng một quyển kinh mà không có người ấn tống kinh, mình cũng có để mình tụng. Hay là mình muốn nghe giảng, không có ai cho mình những cái băng dĩa, mình cũng không nghe được. Nhiều khi con cái thấy ba mẹ thích nghe pháp quá, mua cái iPad cho cha mẹ, rồi mấy đứa cháu chỉ cho cách lên YouTube. Cho nên các bác ở đây tám mấy tuổi chứ còn ngon lành lắm, biết xài iPad mà, biết quẹt iPhone mà. Chỉ có cái không biết là không biết tắt phone thôi. Cho nên hộ trì. Thì Pháp Hòa mới kể cho đại chúng nghe là có một hôm á, một hôm Đức Phật đi đến một cái làng đó, thì Đức Phật thấy một cái ông, cái ông ảo thuật. Thì ông mới nói với các đệ tử là: các đệ tử hãy giúp cho ta cái này, rồi ta sẽ giúp lại các con cái này, thầy trò ta cùng giúp nhau để kiếm sống. Nói vậy đó. Thì các người đệ tử mới nói: dạ thưa thầy, mình mỗi người sẽ tự có một cái cách đặc biệt của mình, rồi mình sẽ làm ra thành một cái buổi ảo thuật mà con cũng tự biết, mà con cũng hộ trì cho thầy. Thì Đức Phật nhìn cái cảnh đó, Đức Phật có bài kinh, và đây là lời kinh của Đức Phật. Đức Phật dạy: tâm tự thân cận tu tập, thân tự thân cận tu tập, tùy sự học, tùy sự thọ trì mà tác chứng. Thế nào gọi là tâm tự thân cận? Mình muốn hộ trì cho ai mà mình không cần một cái việc gì đó thì làm sao mình biết để mình hộ trì? Pháp Hòa ví dụ, bây giờ đó, mẹ mình bệnh mà mình muốn giúp cho mẹ, thì mình phải thân cận những người biết về thuốc. Thí dụ vô bệnh viện gặp bác sĩ, gặp y tá, hỏi thuốc này uống ngày mấy lần và tác dụng của nó ra sao, và nó sẽ có những cái phản ứng phụ nào, và khi trường hợp như vậy tôi phải làm sao. Tự mình phải thân cận cái đó để mình mới hộ trì được cái người thân của mình. Cũng giống như mẹ muốn nấu ăn cho con thì mẹ phải biết nấu ăn. Hay là thậm chí mình thấy trời, con tôi nó thích ăn cái món bánh đó lắm mà tôi không biết làm, thấy ai đó biết làm, chị chỉ cho tôi học tôi làm cho con tôi ăn. Một cái ý niệm như vậy đó, đó là sự hộ trì chứ gì nữa. Nhưng mà mình muốn hộ trì cho người đó thì trước hết mình phải thân cận tự thân mình, có phải không? Cũng như thế, trong cái sự tu tập cũng vậy. Phật tử muốn hộ trì Phật Pháp thì người Phật tử làm gì? Phải học Phật. Mình không học Phật sao mình biết được hộ trì? Thôi nói đơn giản ha. Bây giờ đơn giản nhất là, ví dụ mình nói thầy ở chùa một mình, thầy tụng kinh, tối nào con cũng lên tụng kinh phụ thầy. Mà muốn lên tụng kinh phụ thầy thì phải làm gì? Phải biết gì? Phải biết tụng. Hay là giờ thầy đi tụng đám tang, con mình thầy tay chuông tay mỏ, mình thấy tội quá mình muốn đi theo phụ, thì mình phải biết gì? Biết thỉnh chuông mỏ.
Như vậy thì chúng ta muốn phụ một cái việc gì, trước hết là chúng ta phải tự biết. Vậy thì ngay khi chúng ta tự biết là chúng ta tự hộ trì cho ai? Hộ trì cho mình. Phật nói thiết thực vậy đó. Cho nên khi mình biết một cái việc gì đó là tự mình hộ trì cho mình rồi. Mà khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ được trì cho người khác. Quý vị đi lên máy bay, trước khi mà người ta cất cánh, người ta sẽ chỉ cho mình xe máy bay này có bao nhiêu cửa ra vào, mà lỡ có biến cố xảy ra thì ở trên nóc sẽ rớt xuống một cái mặt nạ oxy. Quý vị phải tự chụp cho mình cái oxy đó trước khi mình giúp cho cái người bên cạnh của mình mang cái ống oxy đó. Tự mình hộ trì, hộ trì cho người. Cho cái câu Đức Phật dặn, tâm tự thân cận tu tập. Trong cuộc sống mình muốn hộ trì cho ai thì mình phải biết cái đó. Mà ngay khi chúng ta học, chúng ta biết là chúng ta đã tự lo hộ trì cho mình rồi. Ví dụ như ta nói là cái thuốc này uống vậy đó, tự nhiên mình thành bác sĩ, tự nhiên mình thành y tá. Thì khi mình học là mình biết rồi thì mình hộ trì cho chính mình, hộ trì cho người kia. Rồi Đức Phật nói tiếp, tùy sự hộ trì mà tác chứng. Nhớ nha, khi người ta hộ trì cho mình đó, ta hộ được nhiêu vui nhiêu nha. Có nhiều khi người ta hộ mà còn chê nữa chứ. Có không? Cho nên dễ xa nhau. Mà mình chê thì bất quá, nếu mà người đó không phải là ruột thịt của mình đó, người ta bỏ luôn mình rồi. Mà nếu như mà người đó là ruột thịt của mình mà ta ráng đi nữa đó, mà ta khổ. Mỗi lần mà gặp mình mà phải chăm sóc cho mình là chẳng những chẳng là tại vì mình là người thân thì phải lên, chứ còn cái niềm vui nó không có. Cho nên quý vị nhớ, hôm nào quý vị nghe lại cái bài, nếu mình là một người bệnh, mình được sự chăm sóc của người khác thì mình phải làm gì để cho cái người bệnh, người ta, cái người chăm sóc bệnh đó, người ta thoải mái. Rồi ngược lại, người bệnh, người chăm sóc người bệnh phải nên làm gì để mà thông cảm và giúp cho người bệnh một cách thiết thực. Phật rất là chi tiết. Đọc ở trong kinh mới thấy là Phật dạy đủ thứ chuyện trên đời hết. Cái gì Phật cũng có giảng dạy, mà Phật nói từng chuyện li ti trong cuộc sống hàng ngày. Bệnh phải làm sao, chăm sóc người bệnh phải làm sao. Rồi thậm chí mà Phật còn dặn mấy ông phải giao ngân sách cho vợ giữ, đừng có hẹp hòi khi vợ mua sắm. Phật biết hồi xưa có cái vụ shopping. Nhưng mà khi Phật nói xong với mấy ông rồi là Phật xoay qua các cô, Phật dặn chồng có giao ngân sách để mua sắm, nhưng phải biết kiểm soát ngân sách trong nhà mà mua sắm mà không được phí. Rồi Phật dặn mấy cô là phải thương yêu chồng, lo cho chồng cơm nước. Nhưng mà ngược lại Phật nói với mấy ông không được khó dễ trong việc ăn uống, đừng để vợ phải bận lòng. Ngoài ba bữa cơm chính, tối có muốn xíu dẹ tự lo. Nghĩa là ăn tối đó, thích mì gói gì đó thì tự lo, chứ còn ta đang ngủ mà dựng ta dậy bắt ta thêm cử tối nữa là hơi kỳ kỳ. Mà nếu mà người ta hộ trì cho mình mà mình không biết bảo hộ sự hộ trì đó thì cái hộ trì đó không có last long, nó không có được lâu dài. Cho nên một người đệ tử lo cho mình cũng phải biết có giờ giấc, chứ không phải nó đã đệ tử tôi rồi muốn kêu giờ nào kêu. Quý vị biết là Pháp Hòa chăm nuôi mấy chú nhỏ, nhiều khi cái việc có những việc Pháp Hòa nhờ, nhưng mà có những việc Pháp Hòa không nhờ, đặc biệt là buổi tối giờ ngủ. Nửa đêm khuya mà chùa có chuyện gì mà Pháp Hòa nghĩ rằng một mình Pháp Hòa làm được, Pháp Hòa sẽ làm. Ví dụ hồi mấy chú còn đi học, nửa khuya là Pháp Hòa đi xúc tuyết mà không kêu, tại vì mấy chú còn đi học. Kêu thì mấy chú sẽ ra thôi, tại vẫn làm đệ tử mà. Nhưng mà nó ngủ không đủ, ngày mai làm sao nó đi học.
có nhiều lúc có những việc. Ngày thứ bảy là quý Pháp Hòa cho ngủ trễ, không có bắt thức sớm, tại đi học 5 ngày, thứ hai tới thứ sáu thức sớm đi học rồi. Sáng thứ bảy Pháp Hòa cho ngủ một bữa, mà nhiều khi ngủ tới 8 giờ 8 rưỡi rồi mình có việc, mình định đi vô nhờ mà thấy nó ngái ngon quá, không nở, thôi đi ra. Rồi đi ra xong mình biết là cái này mình làm không có nổi, muốn đi vô, vô đứng đó hồi không dám kêu, thôi đi ra. Mà phải 5 lần 7 lượt như vậy, rồi thôi cuối cùng chấp nhận ngồi chờ. Bởi vì nó ngủ không, mình kêu nó dậy thì nó cũng dậy, nhưng mà mình biết cái tâm lý. Cho nên khuya ở trong chùa, chúng trong chùa cũng vậy, đi đâu đi, ai bệnh hoạn mất nửa đêm trong bệnh viện mà kêu 2-3 giờ sáng, Pháp Hòa là người bắt phone chứ không bao giờ để các thầy các cô trong chùa bắt. Mà bắt xong rồi là tự mình xách xe đi vô bệnh viện tụng chứ không có gọi ai hết. Vì người ta còn nhiều việc trong chùa ta làm, ta mỗi người ta phụ mình mỗi việc, còn những việc gì là mình phải ôm nhiều hơn. Cho nên ở trong mình sống ở trong chùa, trong nhà cũng vậy. Tại sao? Tại vì mình biết rằng mình đang nhận sự hộ trì, thì chúng ta phải tâm lý và bảo hộ sự hộ trì này để nó được kéo dài. Cũng giống như mình nói cái đèn dầu hay là cái gì đó, mình xài nó quá thì nó mau hết thôi. Cảnh đời như đá mài dao, trái mau thì hết, có gì cảnh đời như lửa đốt dầu, trái mau thì đớt, có còn thì hết, có đâu còn hoài. Cả cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Nhưng mà giữa cây dao với cục đá thì cục đá nó mòn, nhưng mà nó mòn lâu hơn vậy thôi. Cho nên mình phải để ý, trong cuộc sống chúng ta thường nhận sự hộ trì, nhưng chúng ta phải biết bảo hộ cái hộ trì đó, để cho cái hộ trì đó không có ngắn qua. Cho nên mình được một người nào thương chăm sóc cho mình, hay là nhất là người vợ hay người chồng, đừng bao giờ xài quá, nó không bao hết đâu. Phước nó cũng phải có phần chứ, hữu phước bất khả hưởng tận, đó là lời dạy của người xưa. Hưởng tận sanh bần cùng, hưởng hết là sanh nghèo đói. Cho nên mình, Đức Phật dặn là, khi mà quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa đọc có một đoạn kinh ngắn vậy đó, mà mình phải suy nghĩ cái lời này ý gì. Và khi mình có được cái suy nghĩ những cái chi tiết trong cuộc sống thì mình thấy ui, mà nhiều khi một đoạn kinh ngắn như vậy mà nó nuôi dưỡng mình trong đêm hôm, trong đêm tối. Từ Pháp Hòa hay đọc kinh buổi khuya, mà đọc như vậy mà những cái đoạn kinh mà nó hay, mà nhiều khi nó đơn giản vậy thôi, mà mình cái tâm hỷ lạc của mình ở nửa đêm nó vui lắm. Tại vì khi tối là không có bận rộn gì nữa, mình phải gác hết mọi cái việc khác để mình làm một cái công việc mà mình muốn trong ngày, đó là mình trì kinh, mình ngồi thiền hay mình lễ Phật. Mà được một cái đoạn kinh như vậy thì mừng vô cùng. Đức Phật nói là tùy sự hộ trì mà tác chứng. Tác chứng là gì? Nên khởi cái tâm chứng nhận như vậy. Thí dụ như là quý vị cúng trai tăng á, quý vị đem thức ăn lên cái nói của tuy đơn sơ, tâm cái câu mình nói nghe khiêm cung á, chúng con thành tâm sắm sửa chút ít trai duyên, dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn đức. Của tuy đơn sơ nhưng gói trọn cả tấm lòng thành kính, thí dụ vậy, mong quý tôn đức từ bi tác chứng. Tác chứng nghĩa là khởi lên làm cái sự chứng nhận này, dù ngon dù dở, dù ít dù nhiều, tác chứng. Cho nên mình nhớ học cái chữ tác chứng để mình sống trong đời mình chấp nhận. Thí dụ người ta nói xin lỗi bác, nhà con đơn chiếc quá, bác tới con không có gì đặc biệt đãi, chỉ có mì gói hay gì đó. Cái mình khởi trong tâm
cái gì cũng tác chứng hết. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời của mình đó, mình đừng có đòi hỏi gì hết, có gì tác chứng nấy đi, vui à. Thí dụ như giờ mình đi chơi xa, ăn bánh mì là ngon rồi, gọn rồi, đồ không có súp hả? Cái đó là không biết tác chứng à. Ta gặp mình ta thấy lúc này tác đâu mất còn chứng không. Rồi Đức Phật nói câu này nè: tâm tự thân cận tu tập tùy sự hộ trì mà tác chứng, đó gọi là tự hộ trì mình và hộ trì người khác. Tại sao câu đó? Bởi vì nếu mình sống được như vậy là tự mình làm cho mình không có lố bịch, tự mình làm cho mình không làm cho người khác cảm nhận mình là một người khó phụng sự, khó phục vụ. Mình tự mình hộ trì cho cuộc đời của mình là sống có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị biết là Pháp Hòa bay từ Canada qua đây á, ở qua tới Melbourne là cách 8 tiếng. Rồi cái xong cái bay qua Sydney, rồi từ Sydney bay qua đây, ở đây và bắt đầu mình đang quen giờ Sydney, giờ Melbourne, rồi cái qua đây cái bên này đi đi sớm và đi trễ hơn ở bên vùng đó 3 tiếng. Thí dụ như mình đang quen cái bụng ăn giờ đó, ngủ giờ đó, cái tự nhiên giờ này tới nó đói chưa được ăn tại đây làm sớm quá. Lúc đó mình nói tác chứng, tác chứng. Cho nó khó lắm. Cho nên mình phải xài cái chữ đó cho cuộc đời của mình thì tự nhiên mình hộ trì cho mình. Mà mình được như vậy thì người tự nhiên người ta cũng không, người ta lo cho mình mà người ta không có khó chịu. Cho nên mình muốn được sự lo của người khác thì chính tự thân mình phải hộ trì lấy những cái khó khăn của mình, những cái chỉnh đốn cái đó. Đó gọi là tu chứ gì đâu. Tu đâu là gì? Tu là sự chuyển hóa những cái tật cô dĩ của mình. Còn cái chuyện mình cạo đầu, mặc áo tràng, thỉnh mỏ, tụng kinh, lại Phật, ăn chay, làm công quả, tất cả cái đó, đó là những phương tiện hộ trì cái tâm tu, đường tu của mình. Nhưng mà cái chính yếu là tận gốc rễ, chúng ta phải chuyển cho được những cái tật của chúng ta, để cho người ta thấy được cái chữ tu đơn giản chỉ có 2 chữ: tờ u tu. Viết rất gọn gàng mà mình tu làm sao cái mình bỏ thêm cái dấu huyền, nó thành tù mất đất. Tu không ra tu mà thành tù, càng tu càng tù. Cho nên cái chữ tù á, chữ Hán mà ta viết chữ tù á, là ở trong là chữ nhân, ở ngoài là chữ cái hộp á. Người bị nhốt trong 4 bức tường là tù. Một con người sống mà không có lối thoát, gặp cái gì cũng chấp trước thì là tù chứ gì nữa. Cho người chữ Hán là người ta viết, ta lấy tượng hình, ta lấy cái ý. Người bị nhốt trong 4 bức tường một cái hộp là tù. Cho mình tu á là mình muốn mở cánh cửa đó. Mở cánh cửa đó. Cho nên có nhiều cái chùa ta để cổng tâm quan bất nhị pháp môn, hay là ta để bất nhị môn. Bất nhị môn là gì? À, cửa không hai. Nghĩa là hãy có nhị là có đối đại. Mà cách nào anh sống cũng bình an, bất nhị pháp môn. Cho nên mình hộ trì, mình tập được cái đó là mình tự hộ trì mình và mình hộ trì cho người. Thí dụ như có những lúc mình quá đói mà mình ăn, có những lúc là mình không muốn ăn, mặc dù ở dưới tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm, dưới bếp á. Nhưng mà biết là mình tập ăn cái kiểu này hoài nó sẽ quen cái tật ăn đêm nè. Mà ăn đêm nhiều là bụng bụng phì nè, mập nè,
Và có một cái mà mình sợ nhất là mình nhịn ăn mà thấy hạnh phúc vô cùng là sợ xấu. Và có nhiều khi sợ xấu là mình lướt qua hết được những cái mà khắc phục đó. Có những cái không nên ăn, vì mình biết mình ăn vô là mình bệnh. Rồi, thì hộ trì như vậy là hộ trì cho mình và hộ trì cho người khác. Đức Phật dạy tiếp, thế nào là tự hộ trì cho mình, tức là hộ trì cho người khác? Một, không khủng bố người khác. Mình có khủng bố người khác không? Chuyện chưa gì hết là mình dọa hù người ta rồi. Chẳng hạn như nó, trời ơi tại sao chị làm vậy, tội chết, nghe không? Người ta đi vô chùa mà tôi chưa gì hết tôi nghe tội chết rồi đó. Đó là một hình thức khủng bố người khác. Không khủng bố người khác, không chống trái người khác. Cái gì mà người ta làm mình không có ủng hộ, tại vì mình không thấy đúng, đó là ở cái phương diện thấy của mình. Nhưng đừng cho cái thấy mình là cái thấy đúng. Có thể nó đúng với ai? Đúng với ai? Đúng với chính mình thôi. Và nếu chúng ta xác định cái điều đó chúng ta chống, là có thể chúng ta bị hớ và mang lỗi. Vì người xưa cũng có câu, thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh thâm sâu lắm. Cái tâm phàm của chúng ta không thể trắc nghiệm, không thể dò xét được cái chỗ đó. Và quý vị biết có những người, người ta lập chí lớn, ta làm việc nó khác như mình nghĩ lắm. Cho nên thôi, cái gì mình không đồng tình, không ủng hộ thì giữ im lặng để họ làm. Còn họ làm đúng làm sai thì tự họ sẽ có cái nhân quả trả lời. Còn chúng ta chống như vậy đó, chúng ta có cái lỗi là chúng ta không biết hộ trì khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình, thân nghiệp của mình. Vì người khác mà tạo nghiệp không nên. Thì mình tự mình phải quán chiếu cái đó. Cho nên không khủng bố người và không chống trái người. Không chống trái người, không hại người khác. À, không biết gần đây quý vị có đọc cái bài báo, cái sự việc xảy ra ở bên Úc này, là cái vụ cái hãng Strawberry đó. Quý vị có biết cái việc đó gì? Ngày hôm qua trên đường bay qua đây á, lý ra là Pháp Hòa sẽ bay qua đây bằng hãng Virgin. Nhưng khi trên đường ra phi trường thì cái em Phật tử bút vé đó mới báo cho đoàn biết đó, là cái hãng Virgin đã cancel chuyến bay của thầy qua Tây Úc, và thầy phải bay ngược về Melbourne. Rồi khuya lắm mới có chuyến bay bay qua đây. Mà nếu theo cái tiến trình đó thì ngày hôm qua không có gặp quý vị. Thì trên đường đi thì có một đạo hữu trên xe tại Sydney nhanh ý, lập tức mở phone online và tìm vé máy bay qua một hãng khác. Thì cuối cùng mua vé gấp qua cái hãng Qantas. Giờ vậy cho nên ngày hôm qua đến đây đúng giờ. Thì trong khi mà chờ đợi chuyến bay của Qantas thì báo chí để dần đó. Thì thầy trò mới mở coi thì mới đọc được cái tin tức là đã bắt được một người Việt Nam, một cô người Việt Nam có dính dáng trong cái việc nhét kim ở trong cái trái dâu đó, trái strawberry đó. Cho nên ngày hôm qua đem dâu lên đãi Pháp Hòa không dám ăn. Nói thiệt à. Pháp Hòa giỡn thôi. Pháp Hòa mới chọc mấy chú và nói trời ơi, đãi này mà không cắt, không lấy dao cắt ra ớn quá. Nhưng mà quý vị biết là tại sao? Vì cái cô đó có thể là cổ có hận với cái người chủ của cái hãng dâu. Nhưng mà khi mà cô làm vậy, cô đâu làm trong cái hãng đó đâu. Cô đi ra cái chợ cô làm. Thì khi mà cái chuyện đó phát giác ra đó, thì người ta ngưng không cho bán kim. Thì những người mà cùng một cái ý tưởng đó, ta mua kim ở cái xứ khác đem vô. Nhưng mà bây giờ mình nói cái tác hại nè, là không phải chủ của những người trồng dâu phải đem đổ thùng rác,
Mà ngay cả những tiệm, những cái shopping, những cái chợ mà nhập trái dâu về mà bán cũng phải đổ luôn. Cho nên người chủ cái dựa trồng trái dâu và những chợ mua mua sỉ về bán lại đó, tất cả dâu đem đổ hết. Thì quý vị thấy thật sự cái đó là một cái, khi mà con người mà người ta tức giận, hận thù ai đó làm cái gì tác hại tới mình, thì mình phải nghĩ ra cái cách nào đó mình gọi là rửa, gọi là trả thù, rửa hận. Nhưng mà cuộc đời mình nghĩ là mình trả xong mối thù này, hận mình sẽ được rửa. Nhưng mà nó rửa có chừng 3-4 ngày ở ngoài thôi. Sau đó cảnh sát bắt được rồi là vô trong kia mình gỡ lịch. Thì trong khi mình ngồi trong tù á, người ta ví dụ ta phán mình 3 năm, 4 năm, 5 tù ví dụ vậy đi. Thì mình ngồi trong đó mình suy nghĩ, tại cái người đó mà tôi ở đây thì thù này nó làm sao chồng lên tiếp. Cho nên cái chữ mà rửa, trả thù rửa hận không có, không có work. Vì sao? Vì cái chánh niệm mình không đủ, cái nhận thức tuệ giác mình không đủ để mình có thể tạo ra những cái khó khăn cho chính mình và cho người. Cho nên để hộ trì cho mình và cho người thì phải lập cái tâm là không muốn hại người khác. Thật sự ở trong cuộc sống này mà chúng ta muốn hại nhau, thế nào nó cũng có kẻ hở để mình bắt biết. Thật sự nếu mà mình cố tâm mình hại ai đó, thì những người mà mình quen mà mình khi mình ghét họ rồi, họ có chỗ hở để mình có thể mình muốn hại họ. Nhưng mà không nên. Tại vì thí dụ họ làm đúng, nó không phải là cái việc của mình, mình chỉ là cái người biết thôi, nó không có dính dáng gì mình. Thì trước sau gì cái việc đó họ cũng có những cái người họ họ tìm ra, luật pháp cũng sẽ có cách để mà bắt họ. Mà ở đây mình nói trong cuộc sống bình thường, cho nên chúng ta phải quán chiếu cái đó kỹ. Mà khi mà mình hại được một người thì ngay lúc đó mình đã hại mình rồi. Cuộc đời mình nó sẽ ảnh hưởng lớn. Cho nên có nhiều người ta biết vậy, ta giết người xong ta tự ta giận luôn ta. Nhưng mà mình tự giận mình đó là để mình khỏi bị ở tù, nhưng mà thật sự mình đã kết liễu cuộc đời mình rồi. Và mình đã phụ biết bao nhiêu tình thương của cha mẹ, của người thân mình. Cho cái đó không nên. Không hại người khác, có tâm thương xót người. Thật sự ra nhiều khi á, mình thấy cái người đó mình không ưa trong lúc bình thường, nhưng mà mình thấy họ đau khổ mình chịu không nổi, rồi thôi bao nhiêu cái tha thứ mình cũng có thể tha thứ được. Thì nói tóm lại, qua cái đoạn kinh này mình có thể nói ba điều, hay là dựa theo những điều đó Đức Phật nói. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề là chúng ta muốn hộ trì cho mình và hộ trì cho người, thì Phật cho chúng ta những công thức thế nào là hộ trì cho mình và hộ trì cho người. Thí dụ bây giờ mình tha thứ cho một người nào đó, thì ngay giây phút mình tha thứ họ là mình tha thứ ai nữa? Tha thứ mình nữa. Tại vì mình đã mang người đó ra khỏi cái trái tim nặng nề của mình. Cho nên mình tha thứ cho người khác là ngay lúc đó mình đã tha thứ cho mình. Tại vì mình đã không còn cái người đó trong tim mình nữa. Cái người đó đó mình thường nằm chiêm bao mình thấy, mình thấy mình rượt mình đánh họ, mà đánh lần nào cũng hụt hết. Có nhiều khi mình hụt đánh xong rồi mình tức muốn chết, giật mình thức dậy mồ hôi một cái đổ ra mà không gặp được. Nhưng mà tự nhiên cái ngày đó cái người đó tới xin lỗi mình, sám hối với mình, thí dụ vậy, tự nhiên mình không còn người đó trong đầu nữa. Nó lạ vậy. Cho nên khi mình làm một cái việc cho ai là ngay giây phút đó mình làm cho mình rồi. Phật và ví dụ, khi mà mình nấu ăn cho một người nào đó, mặc dù trên hình thức là mình nói mình nấu cho người đó, nhưng mà ai là người ăn trước nè? Mình. Mặc dù mình không múc cả chén mình ăn, nhưng mà nãy giờ mình vô ra cũng no rồi. Là cái thưởng thức đó. À. Rồi bây giờ ví dụ như mình vừa khởi ký là để lát tôi gặp cái người đó tôi chửi câu đó. Nhưng mà khi nghĩ như vậy thì cái câu chửi đó nó nằm ở đâu trước? Trong mình trước.
Cho nên ví dụ mình cầm một cái cục, mình cầm một cái cục đất mình liệng người ta, chưa tới mặt người ta, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Cho nên người xưa ta dùng cái từ là hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Nói theo tiếng Việt là ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Và bây giờ mình không, mình nói đó nghe nó dơ quá, mình nói cầm cục đất liền người khác, phải không? Thật ra người ta, nếu mình cầm cái đuốc mà mình đốt trời, trời mình chưa đốt nhưng mà những cái tro đó nó rơi xuống cái tay mình trước. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, lấy cái cây đốt trời, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, nó rớt xuống nó cháy da mình trước, tự cái da của mình bị cháy trước. Đó là lời của Huyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca. Cho nên á, mình không hại, cho nên Đức Phật có nói người trí không nói ba điều. Người trí không nói ba điều. Một là không nói những điều vô ích, không nói những điều mà có tác hại đến người khác. Thì nói cái chuyện này Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện ở trong Xuân Thu. Thời Xuân Thu có một vị là Mặc Tử. Thì ngài Mặc Tử mới có một người học trò. Bữa nọ mới hỏi ngài Mặc Tử, dạ thưa thầy, nói nhiều là tốt hay là ít nói là tốt? Mặc Tử không có trả lời liền mà Mặc Tử trầm tư một hồi thì ông mới nói. Ông mới nói giả dụ như một con ếch xanh ở dưới nước, nó cứ kêu cả ngày, nó kêu riết mà cái lưỡi nó khô, cái họng nó khô, mà rồi người ta nghe riết người ta cũng chán, cho tẳng thèm để ý tới nó nữa, mà thậm chí ta còn ghét nó nữa, sùm. Nhưng mà ngược lại cái con gà trống á, ngày nó chỉ gáy chừng vài tiếng thôi mà nó gáy đúng giờ, thành thử người ta còn cảm ơn nó nữa, tại vì nhờ tiếng gáy của nó mà người ta thức đúng giờ. Thì ngài Mặc Tử mới nói ngẫm cái chuyện này thì mình cũng học được bài học. Có nhiều khi mình rỉ rả nói cả ngày mà ta nghe phát mệt, và thậm chí ta chẳng quan tâm lời nói của mình, chi bằng mình đừng có học kiểu con ếch xanh đó, mình hãy học kiểu như con gà trống, nói đúng lúc, đúng việc, đúng thời, đúng người. Nhiều khi người ta còn cảm ơn lời nói đó, và nhiều khi người ta trân trọng cái lời nói đó. Đó là lời dạy của Mặc Tử. Và Đức Phật cũng nói người trí không nói ba điều. Một là không nói những cái điều mà không có giá trị, không nên nói. Cho nên phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trung. Người không nói thì thôi, thì nói ra thì cái lời nói đó phải có cái đạo lý trong đó. Không nói thì thôi, mà nói thì phải có cái gì, còn không thì đừng nói. Cái thứ hai là không nói những lời phô trương khoe khoang. Người trí cũng nên nói. Thường thường mình thích khoe. Có nhiều khi không ai để ý tới, mình cũng kiếm cách mình khoe. Có một cái anh đó, ảnh mang một đôi giày mới cả ngày, ảnh đi tới lui mà sao không ai khen hết. Thì trong lúc đó có một cái người đó đi tới, lỡ chân dấp té rồi ngã vô người ảnh. Ồ, ảnh mừng quá trời luôn. Anh nói trời ơi mày đi, mày không coi chừng đó, tao đá mày nghe mày. Lúc đó mới đưa cái đôi giày mới anh lên. Trời ơi, gặp lúc đó cái ông này mới đeo sợi dây nịt, cũng muốn sẵn khoe sợi dây nịt của mình, mà không lẽ mình tự kéo cái quần lên chỉ dây nịt kỳ quá phải không. Gặp lúc này đúng lúc, ê ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt tôi nghe. Thế là ông mới chìa cái dây nịt ra. Rồi hai người, người được khoe giày, người được khoe dây nịt. Gặp lúc đó một người kia đi tới nữa, cũng được cơ hội để khoe cái hộp xoàn.
ê cho tôi xin can. Ba người có cơ hội khoe hết trơn. Thiên bất ngôn tự cao, địa bất ngôn tự hậu. Trời không có khoe mình cao, đất không có khoe mình dày. Đất có bao giờ khoe đất dày? Nhưng mà tự mọi người đều biết đất rộng và dày. Trời không tự khoe mình cao, nhưng mọi người đều biết trời cao. Cho nên cái người mà người ta có cái tài, thường thường người ta ít có khoe. Thí dụ như thường thường các vị mà người ta giỏi, người ta ẩn sĩ, hoặc là thậm chí biết tìm tới, thì người ta còn giúp. Quý vị thấy Khổng Minh Lưu Bị mà phải 3 lần đến để mời Khổng Minh mới ra mặt. Cho nên người trí không tự khoe mình. Điều thứ ba Đức Phật dạy, người trí không vạch trần lỗi của người khác. Tại vì trên đời ai cũng có những cái lỗi lầm, giỏi cỡ nào cũng có sơ sót, nói hay cỡ nào cũng có đôi lúc quá lời. Tại vì nhiều khi mình nói sao, lúc mà mình cao hứng, có thể lời nói của mình nó không được tự chủ. Trong khi mình hành xử, có thể đôi lúc chúng ta phạm nhầm cái lỗi là chúng ta hành xử hơi quá. Cho nên cái người trí thì nhận thấy cái lỗi đó là do sơ ý. Mình đừng cố tình mình làm gì. Mình lấy cái điểm đó là cái chính để mình phô trương cái đó. Vì mình biết cái đó không phải là bản chất của họ. Chẳng qua hôm nay là họ sơ tình vô ý, gọi là sơ ý thôi. Mà mình lấy cái đó làm cái điểm chính để mình chà đạp họ, mình nói họ cái điều đó. Cái đó mình cũng không nên. Pháp Hòa nhớ trong sách xưa có câu như thế này: bất trách nhân tiểu quá, tức là không có trách nói sai lầm nhỏ nhặt của người. Bất phát nhân âm tư, không vạch trần cái lỗi của người. Bất niệm nhân cựu ác, không nhớ đến cái điều xấu của người. Ba điều đó nha: không trách, không vạch trần, không nhớ. Nếu người đủ ba cái đó gọi là thử tam giả, tức là nếu có đủ ba cái đó, dĩ dưỡng đức, diệt khả viễn lại. Dĩ dưỡng đức là gì? Có khả năng, nếu mình sống được ba điều đó, đó là ba cái điều tốt để dưỡng cái đức của mình. Thì cho nhiều khi một cái việc đó rất nhỏ, nhưng mình thêm thắt vô, mình thêm mắm, mà Việt Nam mình gọi là thêm mắm dặm muối, mặn lắm. Như có một cái chuyện này với quý vị Pháp Hòa ví dụ như là nhất sao là thất bổn, chứ ngày xưa mình hay nói là sao? Tam sao thất bổn. Tam sao tức là ba lần sao chép lại thì nó đã mất đi cái bản gốc rồi. Còn đằng này mình mới có nhất sao là đã thất bổn rồi. Cho nên ở Việt Nam mà đi chợ về ngay tới đầu đường xe cán chết một con vịt, cái mình đi vô tới giữa xóm cái nó thành 10 con. Lát tới cuối xóm đồn ra nguyên bầy vịt chết. Tại vì nhất sao thất bổn. Chờ qua cái bài kinh mà Đức Phật nói ngày hôm nay, thì xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói sự hộ trì đó, thì chúng ta sẽ quán chiếu sâu hơn dựa theo lời Phật là xưa nay mình nghĩ là mình hộ trì người đó, người đó, người đó. Nhưng mà thật sự ra với cái nhìn sâu, ngay khi chúng ta bắt đầu làm việc đó, chúng ta đã tự hộ trì cho mình. Ví dụ mình đấy, tôi xin phát tâm hộ niệm cho anh mau khỏe mạnh. Mình lại mình tụng thời kinh cầu an. Nhưng mà tụng xong người kia không biết ăn chưa, chưa biết. Nhưng mà ngay cái người tụng xong tiếng đồng hồ là sao?
an, vì họ đã dùng cái tâm khẩu thân của họ để trì thời kinh đó, người đó an. Cho nên cầu an cho người chính là cầu an cho mình. Sám hối vì người, nhưng mà thật sự là sám hối cho mình, tại tự thân mình sám hối. Và khi nghiệp chướng của mình tiêu trừ thì tự thân tâm mình thanh tịnh, mình đủ công đức sám hối cho người. Mình nấu ăn cho ai chưa biết người ta hưởng gì, nhưng mà mình là người hưởng trước đó. Hưởng từ cái hương cho đến hưởng tới cái vị. Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa phải nghiên cứu kinh sách rồi cái gì kia để chia sẻ với đại chúng đó đây, nhưng mà đại chúng chưa nghe Pháp Hòa nói gì hết, mà người hưởng trước là ai? Là Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mỗi tối Pháp Hòa đọc một bài kinh đi, Pháp chưa nói gì với đại chúng chưa nghe, nhưng Pháp Hòa là người hưởng trước rồi đó. Hưởng, nhận hưởng được cái nguồn an lạc từ lời Phật dạy rồi. Cha con mất 2016, tức là 3 năm rồi. Con thương nhớ cha, con thường nói chuyện với cha, nhìn qua hình. Thưa thầy, điều đó có tốt không? Con để hình cha trong phòng có tốt không thầy? Nếu mỗi ngày con gọi cha như vậy, linh hồn cha con có biết không? Thưa thầy. Cái này phải hỏi ông cụ. Chứ em cũng không có đi theo biết rồi. Nhưng mà cái đó thì cũng không sao. Tức là khi mà mình thương nhớ một vị nào đó, mình thường gọi vị đó cũng không có gì sai. Tuy nhiên nếu mình dừng ngay đó thì nó uổng. Nếu mình dừng ngay đó thì mình sẽ đem cái, khi mình gọi như vậy đó, là mình đem cái pháp sầu khổ nó chồng chất lên bản thân và tâm thức mình. Và nếu như cái người đó chưa siêu thoát thì cũng là một sự trì trệ. Thành thử người mất, người mất đã khổ mà người sống cũng khổ luôn. Cái này gọi là khổ khổ. Bây giờ mình thương nhớ cha, mình gọi cha không có gì sai. Nhưng mình hãy đi lên thêm bậc nữa đi. Là tuy con mất cha, con không biết được cha nè. Con không cha mẹ 50 năm, hôm nay con tìm được cha. Và con thấy rằng cuộc đời con may mắn cuối đời là con được biết cha là ai. Và con nguyện sống hết lòng để con thực hiện được cái ước nguyện của cha. Có thể cha cũng đang muốn con sống vui, sống khỏe, sống an lành. Thì mình thương cha, mình thương người đó là tốt. Ví dụ giờ quý vị thương Pháp Hòa, ngày nào cũng gặp cầm hình lên I love you thầy thế này thế kia, nhưng mà cái đó nó không có work, phải không? Còn nếu làm chập nữa là hai người mình ái luyến luôn. Thì bây giờ là con thương thầy và con nguyện sẽ sống tốt dựa trên những gì thầy hướng dẫn. Thí dụ vậy thì mình đưa cái tâm mình đi lên nữa thì như vậy mới tốt. Ví dụ như ngày nào cũng đứng trước Phật á, Phật là đấng pháp vương vô thượng, không lẽ Phật nói I know rồi mình đứng trước nó ba cõi chẳng ai bằng. Rồi thí dụ Phật nói rồi có ai bằng rồi làm gì người ta tức là mình đứng trước Phật mình cũng ca ngợi Phật vậy. Nhưng mà cái đó là cái phần của mình. Nhưng mà cuối cùng mình phải làm cái gì? Dựa trên những điều Phật dạy. Thành ra mình gọi cha, mình thương cha, mình thờ cha thờ mẹ không có gì sai hết. Và không có gì là không nên. Nhưng nếu mình chỉ dừng ngay đó thì khổ nó dừng ngay đó. Và càng ngày mình gọi nhưng mà bây giờ không bằng một cái tâm positive nữa, mà nó trở thành là một cái tâm hệ lụy, mà hệ lụy cho mình và cho người mất. Cho nên thưa đại chúng, là dù là đối với người mất hay đối với Phật hay đối với những bậc thầy tổ của mình cũng vậy. Ví dụ như quý vị đọc một cái tiểu sử của một hòa thượng, dù ngài đã mất 50 năm rồi mình làm dỗ ngài, mình cũng đem tiểu sử ngài ra mình đọc. Đâu có nghĩa là để mình khoe khoang cuộc đời vị đó đâu, nhưng mà để cho tất cả mọi người lắng nghe cái hành trạng của vị đó. 50 năm trước hay là 70 năm trước, vị đó đã sống và làm được những việc như vậy. Dù cuộc thế lúc đó rất là thiếu thốn, nhưng mà các vị còn thực hiện được điều đó. Bây giờ mình đã ở thế kỷ mà quá nhiều phương tiện,
mình không làm được điều đó nữa thì quá uổng. Ví dụ vậy đó. Cho nên mình phải xem lại cái cách thương nhớ của mình. Ví dụ như là Phật giáo hay nói là mình thương là mình phải hiểu vậy đó. Mình thương người đó là mình phải hiểu. Mình hiểu nhiều người đó chừng nào thì mình mới có thể mang cái tình thương của mình chân thật đến cho người đó. Có hiểu mới có thương. Mà càng hiểu thì mình càng thương người đó hơn, và càng giúp cho người đó một cách thực tiễn hơn là chỉ nói thương mà không làm gì hết. Bây giờ cha ơi, cha cho con hình hài này, sau 50 năm con mới tìm được cha, thì con sẽ nguyện giữ thân này cho tốt, sống cho lành mạnh. Quý vị biết là sư bà Thể Quán, khi mà mẹ sư bà mất, sư bà cũng thương cũng buồn vậy. Nhưng mà nếu mà mình chỉ người tu mà mình thương cha mẹ, mình khóc cha mẹ tới đó thôi, uổng. Cho nên sư bà làm một bài thơ: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Bạch thầy, con có một cháu trai 7 tuổi, cháu bị tăng động, giảm chú ý, và cháu gặp rất nhiều vấn đề về cảm xúc. Cháu rất cần gia đình hỗ trợ làm gương và môi trường yên tĩnh. Tuy nhiên bố cháu mặc dù yêu cháu, nhưng bố cháu luôn căng thẳng, cáu gắt với việc nhỏ, làm gia đình không được bình yên. Con rất buồn, mặc dù con đã rất cố gắng để gia đình vui vẻ, nhưng nhiều lúc con cảm thấy mình quá sức. Hơn nữa chồng con không thích đi chùa và nghe giảng pháp. Bạch thầy cho con lời khuyên để con có thể giúp con và gia đình của con. Thật ra khi mà đọc cái này á, là mình có thể tưởng tượng được cái một người mà sống trong một hoàn cảnh như vậy. Và thậm chí mình ước, nếu mà người đó mình ước được trở lại trước kia mà mình cho mình ước nguyện là có lấy chồng không, mình sẽ nói không. Đó là cái thường cái tâm trạng của mình. Khi mình rơi vào một cảnh như vậy, chồng nóng nảy, con bệnh tật, gia đình luôn luôn có những cái khó khăn, thì mình ước rằng nếu mà cho mình chọn một cái điều ước là mình sẽ ước rằng mình không có gia đình, tại mình thấy rõ khổ quá. Nhưng mà thưa đại chúng, tất cả nó không ngoài cái duyên nghiệp giữa mình với người. Thật ra nhiều khi á, bây giờ nè, chồng nóng nảy, con bệnh tật, đó là một cảnh giới, một cảnh giới khổ đau, và mình đang ở trong cảnh giới đó và mình chạy không có được. Bỏ chồng được sao bỏ con? Mà giờ bỏ chồng cũng không được, nó ai phụ? Mặc dù ông hét ông la, nhưng mà thỉnh thoảng ông có phụ, còn đỡ hơn là giờ mình ôm nguyên một mình. Cho nên tiến cũng không được, lui cũng không được, phải ở trong cảnh này. Vậy thì bây giờ hãy lấy cảnh này làm cái cảnh cho mình tu. Như Đức Phật Thích Ca sanh trong cõi Ta Bà này, ngài không phải như Phật Di Đà mà có cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Sáng ra chim hót hạnh phúc, bước ra ngoài cây lá reo cũng có tiếng này tiếng kia, toàn là hạnh phúc. Phật Di Đà có phước hơn, ở cõi Cực Lạc. Còn Phật Thích Ca sanh vô cõi cực khổ, là cõi Ta Bà này. Vậy nhưng mà ngài không có khổ, ngài lấy cảnh Ta Bà này làm đối tượng để ngài tu. Và ngài đã nói rằng cõi Ta Bà này là cõi tịnh độ của tôi, vì mỗi Đức Phật đều có tịnh độ của mình. Ngài Địa Tạng, cõi tịnh độ của ngài ở đâu? Địa ngục. Vậy thì mỗi chúng ta đều có tịnh độ của mình hết. Hồi nãy Pháp Hòa thoáng nhìn có một câu hỏi là: nếu như mình đi đường, mình tụng kinh, mình trì chú trong xe có được không? Được. Ngay trong lúc đó mình biến trong xe mình thành tịnh độ của mình. Tịnh độ on the road. Có những người á, người ta đi làm về là người ta online, là người ta có tịnh độ của người ta liền. Tịnh độ online là người ta không còn biết chúng sanh nào xung quanh nữa hết.
người ta chỉ biết tịnh độ Facebook của người ta thôi. Và có những người đang ngồi ăn cơm tịnh độ ngay trước mặt là chồng con, vợ con đang ngồi đó, nhưng vẫn có tịnh độ của họ là nhất dương chỉ khỏe. Bây giờ tịnh độ của tôi là cái thôn đó. Bây giờ quý vị đi vô phi trường là quý vị sẽ thấy rằng không còn ai biết tịnh độ gì nữa hết. Vô phi trường một cái là người nào cũng chúi vô nhà. Hỏi là gì? Thiền. Đang tịnh độ. Cho nên á, bây giờ nè, nếu mình lỡ sanh, mình lỡ sống trong một cảnh khổ, đừng lấy đó làm khổ, mà phải lấy cái đó làm cảnh duyên để mình chuyển hóa, để mình tu tập. Nếu nói về mặt độ sanh, chúng sanh nào cũng cần độ, thì bây giờ con mình là một chúng sanh, ông chồng nóng nảy mình là một chúng sanh. Và mình biết chúng sanh hay nóng nảy này nè, mình thường nói câu gì ổng dễ phát lửa thì mình đừng nói câu đó. Hoặc là nếu như lỡ ổng giận tức lên, mình im lặng. Vì cái sự im lặng của mình là mình cảm hóa cái nghiệp của mình với người đó. Thưa đại chúng, mình nuôi con mình khi nó bệnh đó, là mình chỉ trả cái nợ thôi giữa mình với đứa con đó. Nhưng đối với một Phật tử mình sâu sắc hơn đó, là mình dành thời gian mình tụng kinh, mình sám hối, mình niệm Phật, mình tạo phước để mình giải cái nghiệp chướng của đứa đó đến tận cùng, để nếu nó tái sinh trong kiếp sau nó không còn khổ nữa. Mình giúp nó tận cùng của cái nghiệp của nó luôn. Đó là cái tinh thần hóa đạo của Bồ Tát. Đời này á, mình nuôi con bệnh, nuôi chồng bệnh, nuôi vợ bệnh, đó là cái, nếu đứng trưng trên mặt hiện tại đời này là gì? Đó là tình nghĩa. Ngày nào mình còn khỏe, mình vẫn là vợ chồng nhau mà. Thì bây giờ người đó bệnh, mình chăm sóc, đó là cái nghĩa hiện tại. Còn nếu về nói nghiệp chướng thì mình với người này có nghiệp nợ trong quá khứ, thì bây giờ mình trả, nhưng mà không có nói trả gì hết á. Mình đang làm một cái việc là giúp một chúng sanh. Có nhiều khi chúng sanh xung quanh mình bỏ rơi mà đi tìm những chúng sanh nơi khác mình giúp, nó không thực tế đó. Nhiều khi mình việc nhà mình không lo, mình chạy vô chùa mình rửa chén từ sáng tới tối, mà mình về chùa về nhà mình rửa có hai cái chén mà mình nói từ sáng tới tối. Thật ra cái nào cũng là cảnh tu, quan trọng là mình có tâm tu. Hồi sáng mình nói cái câu gọi là tìm bình an trong giáo pháp Như Lai đó. Thật ra đi đâu mà tìm, hạnh phúc nó không ở đâu cả, pháp tu nó không ở đâu hết, mà nó ngay cái chỗ này. Bây giờ cái người đó họ chửi mắng mình mỗi ngày là một pháp tu. Người đó cho mình cái pháp tu lắng nghe của Quan Âm, và người đó cho mình pháp tu nhẫn nhục của Nhành Dương Liễu, Tịnh Bình Dương Thủy, Tịnh Bình và Nhành Dương. Cho nên nội cái người đó thôi cũng đã giúp cho mình. Còn nếu nói về tình nghĩa hiện tại, lúc khỏe làm vợ chồng sao mình không than. Rồi khi mà lỡ một người trong hai người có bệnh chăm sóc thì mình rên. Thì bây giờ mình nói đây là cái nghĩa. Người Việt Nam mình sống ngoài cái tình nó còn cái nghĩa. Và cái nghĩa cuối cùng là chăm sóc cho nhau đến trọn đời. Còn quán gì nghiệp duyên phải có vấn đề. Nhiều khi đời trước mình mượn của người đó, bây giờ tự nhiên kêu trả mình không cam tâm, giả bộ dụ mình trước, làm vợ làm chồng rồi bắt đầu mình cam tâm mình trả. Đó là mình nói theo cái quán gì nghiệp thôi. Nhưng mà thường thường khi trả nghiệp là không gọi là trả nghiệp, mà mình đang phát nguyện chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Và mình thấy rằng chúng sanh này cần đang được độ. Bây giờ quý vị nghĩ đi, nếu mà bây giờ ví dụ như mình bỏ cái người đó đi, rồi cái người đó kiếm một người vợ khác đi, thì người đàn bà khác cũng chịu khổ thôi. Thôi bây giờ mình lỡ chịu được 10 năm rồi, cũng hơi quen rồi. Thật ra có một bà già, quý vị nhớ trong cái cuốn Cái Cười của Thánh Nhân á, có một bà cụ đó, bà tối ngày bị đi ra đường, bà la lên, bà nói cầu cho bảo chúa sống lâu, cầu cho bảo chúa sống lâu. Người ta mới nói bà này chắc hơi hơi, bảo chúa mà tại sao cầu cho ổng sống lâu. Thì bà mới nói đời tôi trải qua ba ông vua rồi, ông vua một ác có 10 à, ổng chiếm được ngôi cái ổng lên, cái ổng phòng thủ cái ổng ác 20, rồi đến ông thứ ba diệt ông thứ hai, rồi ông thứ ba lên cái ổng phòng ngừa những người khác, ổng ác gấp
mấy trăm lần rồi tôi thấy tôi ngán quá rồi. Thì cái câu chuyện đó cũng giống vậy, nhiều khi mình tránh cái vỏ dưa, mình gặp cái vỏ dừa, mà vỏ nào cũng không dừa. Thật ra phải lấy cái đối tượng. Pháp Hòa hay nói lấy cảnh khổ làm duyên tu. Và Pháp Hòa xin thưa vậy nè, cuộc đời này mà mình không có khổ, dễ giàu gì mình tu. Thật sự người mà tự động vui vẻ mà đi chùa mà tu có, nhưng ít lắm. Phần lớn là phải khổ lắm. Thí dụ như mình nhìn cuốn Lương Hoàng Sám nó dày vậy nè, trời ơi dày quá, có kinh sám hối nào ngắn ngắn không? Nhưng mà nếu nghiệp mình mà nặng, tới nói tụng 10 cuốn đó mình cũng tụng, tại vì mình biết rằng tụng có trả giá, tụng có đổi chát, tụng 10 cuốn này cái Phật cho mình hết nghiệp, thí dụ vậy đó. Cho nên chúng sanh mình cũng có cái trường hợp như vậy. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ, mình không thể, cái cách của mình là mình quán, và mình quan trọng là mình phải vững tâm. Khi mà cái tâm mình vững, cái tâm mình an lạc, thì mình sẽ làm ra cái chất liệu an lạc, mình cảm hóa người chồng mình. Pháp Hòa nghĩ một ngày nào đó rồi Pháp, hoặc là có đôi lúc anh cũng nhìn lại, anh thấy anh cũng quá đáng, và mình cũng đã nhẫn nại được tới mức, thì tự nhiên cái người đó sanh cái tâm cung kính mình, và cái người đó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ á, quý vị biết là mình có một cái nghiệp chung là đứa con này, một cái nợ chung là đứa con này, thì mình phải nương người đó để mình trả, mình nương người đó để mình chăm sóc. Buồn thì có buồn mà không có khổ. Nếu mình nói mình không buồn là không đúng, nhưng mà không có phải hệ lụy quá khổ như trước kia mình không hiểu vấn đề. Quý vị biết là con cá đó, thường á nó ở trong một cái chậu có nước, nhưng mà nếu mà nước nhiều á thì nó tung tăng theo cái nước nhiều đó, mà lỡ nước cạn còn chút thì nó cũng phải là sao, bơi lội tung tăng trong cái khoảng nước mà nó còn lại thôi. Thì mình cũng vậy à, mình còn một miếng cơm như thế nào để mình liệu, mình gấp một miếng thức ăn đó để mà vừa với cái ăn của mình. Thì mình đã sống cuộc đời đều phải biết. Pháp Hòa kể câu chuyện người ta làm cái con ngọc trai hồi mùa hè vừa rồi trong khóa tu đó. Thì người ta muốn làm một cái con trai á, xin lỗi, cái hộp bạch ngọc á, người ta lấy cát, lấy sỏi, người ta nhét vô trong bụng của con trai. Rồi khi mà nhét vô như vậy nó đau quá, trong lúc nó quá đau thì tự động nó phải tương ra một cái chất nhờn, nó bao cái hạt ngọc đó lại, bao cái hộp cát đó lại để làm cho nó đỡ đau. Và lâu ngày thì cái hộp đó đã trở thành ra một cái hộp ngọc. Và đó là cách mà người ta tìm những cái hộp ngọc trai. Rồi khi mà người ta mổ bụng nó ra, người ta lấy cái hộp ngọc đó đó, hộp nào méo mó thì người ta đem ra, người ta làm kem sức mặt cho phụ nữ. Hộp nào đẹp thì người ta làm những cái sâu chuỗi cho người phụ nữ đeo. Nhưng mà con trai, cái hộp ngọc đó từ đâu mà ra? Từ một hộp sỏi thôi. Nhưng khi nó quá đau thì nó phải tự tương ra một chất để bảo cái đó lại. Mình đã từng như vậy không? Có chứ. Cầm cái ly nặng quá, tự động kiếm cái gì bỏ ở dưới. Nóng quá là tự động kiếm cái gì giữ vô. Lỡ cái tay đụng cái chân, hay là lỡ cái chân đụng vô cái góc tường, thì tự cái tay này ngồi xuống xoa nó. Nghĩa là chúng ta hễ đụng một cái gì khổ thì tự động mình phải nghĩ ra cái cách nào đó để mình ôm được cái niềm đau đó liền, chứ không để nó như vậy. Khi mình đụng cái đầu mình vô tường, lấy cái tay dò liền, mặc dù nó không hết đau nhưng mà nó giảm đau, và thậm chí nó chẳng giảm gì cả, nhưng mà mình cảm nhận được là mình đưa cái tay tới mình an ủi nó. Rồi quý vị thấy người xung quanh mình mà lỡ đụng chạm khổ đau gì, mình lấy tay mình ôm người đó, mình tròn người đó, mình comfort người đó. Thì trong cuộc sống này phải vậy thôi. Quý vị nào mà đi dự khóa tu mà ngủ lại chùa đó, mà biết chùa là trên dưới chỉ có hai cái nhà vệ sinh thôi, bằng 100 người lắm, là 2 giờ sáng bắt đầu đó, xếp hàng đi tắm, đi chuẩn bị. Tại sao? Vì mình biết rằng không đủ chỗ vệ sinh. Đó là một cái trạng thái gì?
khi con người mình rơi vào hoàn cảnh nào, mình tự biết mình ở hoàn cảnh nào, thì mình phải squeeze, mình phải làm sao mình lắp ráp để mình có thể sống còn ở trong cái hoàn cảnh đó. Cái điều đó Pháp Hòa đã giảng cho các em trong một khóa tu hè vừa rồi. Nhân một cái sự việc là nửa đêm Pháp Hòa thấy một em nhỏ nó dậy sớm, nó đi tắm, thì hỏi nó tại sao con thức sớm. Nó nói trong phòng đông người mà có một nhà vệ sinh thì con phải tranh thủ con tắm. Thì Pháp Hòa lấy cái câu chuyện của em đó, Pháp Hòa đã giảng cho em nghe cái câu chuyện của con Ngọc Trang. Và Pháp Hòa nói rằng trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta đều là những người như thế hết. Khi mình rơi vào hoàn cảnh nào thì tự mình phải biết lòn lách tìm mọi cách để mình sống, có phải không? Đó là vậy thôi. Ví dụ mình có cái áo dài mình rất là thích mà giờ mập quá mặc không được, tự động biết đây ệt bớt để mặc được cái áo dài đó, tại mình thích cái áo dài đó mà không lẽ bỏ sao? Pháp Hòa nói Pháp Hòa đó. Tại vì người ta may cho mình một vài cái áo mặc thôi, giờ mà cứ mập hoài kiểu này may gì nổi. Khi mình mặc hết vừa là phải tự động bớt đi để mình vẫn tiếp tục mặc được những cái áo mà mình đã có. Hồi nhỏ quý vị biết không, đi học á, là con trai là không được để tóc dài. Nếu ngày thứ hai mà lễ chào cờ mà bà hiệu trưởng đi ngang mà thấy đứa nào con trai mà tóc dài qua khỏi cái bát là bà nắm lên bà cho mình làm xấu giữa cái cột cờ. Trời ơi, Pháp Hòa sợ vô cùng. Mà thứ nhất mẹ mình bận rộn đi làm đâu có thời gian, mình thấy mẹ cực khổ như vậy cũng không dám làm phiền, để tóc dài ra khỏi cái bát về mà ngày thứ hai mà sắp tới giờ chào cờ đó, ngày đó là ngày chào cờ, tự động ở nhà lấy cây kéo sởn hai bên, miễn sao tóc nó qua khỏi cái lỗ tai là ok rồi. Bây giờ tức mình cạo luôn cho bà khỏi có la nữa. Thì Pháp Hòa kể như vậy để đây chúng biết rằng khi mình còn nhỏ, tự mình ở một cái cảnh như thế nào là tự mình phải vươn lên mình sống. Thì cuộc đời này nó cũng vậy thôi. Cho nên tịnh độ không phải là đợi chết mình mới đi một cái quốc độ nào đó kêu là tịnh độ. Nếu mình không lập tức đem cái tâm tu tập của mình để quán chiếu, để chuyển biến cái cảnh đó ra thành tịnh độ. Cái nhà mình dơ, không lẽ bỏ nhà đi vô khách sạn ở tại nó sạch, thì tự động phải biết clean up, dọn dẹp thế nào để nó gọn gàng để mình sống, vì nó là cái nhà của mình. Thế thôi. Đại chúng hiểu ý quá vậy. Con rất kính mong thầy giải đáp uất ức trong lòng mẹ. Đó là ba con. Đời này ba giúp nhiều người sống hiền lành nhưng vẫn bị ung thư ác tính giai đoạn cuối. Mẹ không rõ vì sao ba lại bị như vậy. Ý nói giống như là mình trách đó. Tại sao mình sống tốt quá mà giờ mình bị bệnh. Thưa đại chúng, cái này nó không liên hệ gì. Bây giờ quý vị cứ quán vậy nè. Trong cuộc đời này, có người nào mà không có một vấn đề để chết không? Phải có bệnh mới chết, phải có vấn đề gì mới chết được chứ. Và Pháp Hòa thường hay nói đùa đó, trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có chết là chắc. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nó chắc chết. Và mình đừng có lo là chắc chết, bởi vì chết chắc. Có nhiều khi Pháp Hòa đem cái chén cơm tới cho một bác, nói trời trời ơi tội chết thầy ơi. Pháp Hòa thấy thì đằng nào cũng phải có chuyện để chết. Mình hay nói tội chết, tổn phước chết, gì cũng chết á, phải không? Trời ơi tức chết, vui chết. Thì có phải có lý do để chết. Và thưa đại chúng rằng á, một khi mình có thân thì mình phải thọ một cái thứ hai, một cái sau của cái thân này là gì? Đó là bệnh thân. Pháp Hòa ví dụ đi, bây giờ người đó không bệnh ung thư chết, hay là người đó không trúng gió chết, hoặc là người đó trúng gió mà không chết, nằm liệt giường liệt chiếu. Rồi mình nói là sao? Tu hành mà tại sao tôi làm tốt quá mà tôi bị như vậy?
Trên cuộc đời này á, mình phải có một vấn đề gì nó xảy đến mình mới có thể đi chết. Cho nên buồn rồi trách thì cái đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy chúng ta sống quá tốt mà tại sao chúng ta gặp cảnh khổ. Nhưng mà nếu chúng ta quán sâu nữa thì chúng ta thấy rằng ủa, cuộc đời này ngay cả thầy tu cũng chết mà. Mà thầy tu từ nhỏ tới lớn và thầy giúp bao nhiêu người, cuối cùng á là thầy cũng chết. Và thầy nhiều khi thầy cũng chết do những cái bệnh tật hiểm nghèo, và thậm chí thầy bị tai nạn thầy chết. Xin thưa đại chúng là quý vị thỉnh thoảng cũng nghe, như vừa rồi đầu năm có một sư cô chết chìm. Một thầy vừa rồi ở bên Âu Châu cũng bị chết đuối. Rồi ni sư Trí Hải trên đường đi từ thiện về bị tai nạn xe. Mà đâu phải một mình sư mất đâu, 4 người đệ tử mất theo. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, rõ bên Mỹ mình cách đây 10 mấy 20 năm có Hòa Thượng Duy Lực, ngài cũng bị tai nạn xe, ngài mất. Thì không lẽ bây giờ mình nói là các vị không tu, phải không? Thành thử ra mình trách thì cũng thông cảm thôi. Nhưng mà Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết rằng cuộc đời này chúng ta có mặt ở đây, những gì chúng ta thiện lành trong đời này đó là mới đời này thôi. Còn những cái quá khứ mình không biết, và có thể những cái quá khứ mình đã tạo những cái gì đó mà mình đời này mình phải gặp. Và còn nếu nói hiện thực hơn, không có một cái gì ở đây mà tự động nói. Ví dụ như cái nhà nó tự động nó sập đó, như cái chùa ở bên Mỹ có một cái chùa nửa đêm nó sập, không lẽ nói Phật không linh không? Thì bây giờ cái nhà cất không có kỹ, hoặc là những cái vật dụng trong đó, những cột kèo trong đó, tới lúc nó rã nó rượu thì nó phải collapse thôi, nó phải tiêu hủy thôi. Đó là chuyện bình thường. Có thân là phải có khổ, mà chưa nói là nó hoại. Nếu mình quán cái pháp đó là tất cả các pháp nó đang hoại dần chứ đâu phải đợi một lúc mà nó hoại đâu. Quý vị biết là mình có phải già mỗi giây phút không? Đâu phải mình hết năm mình mới già đâu. Mình già trong từng giây từng phút, già mỗi ngày, rồi đến hết 365 ngày cái mình kêu là ăn tuổi. Bây giờ ví dụ như mai mốt thế giới thống nhất với nhau là 500 ngày mới kêu một năm, ví dụ vậy đi, thì mình đợi hết 500 ngày cái mình kêu tôi một tuổi. Đó. Thật ra đâu có quy định gì đâu, đâu có ai quy định mấy trăm ngày mới gọi là năm. Hiện tại bây giờ cả cái quả đất này ta thống nhất là vậy, thì mình đã đồng ý là vậy thôi. Cho nên mình phải đi theo cái bình thường của cuộc sống như vậy. Con có một em gái và một em trai. Con rất thương yêu em con, nhưng em con từ nhỏ đến giờ luôn hỗn và ghét con. Con phải làm gì để cho tâm con tịnh và không phiền não khi nghĩ tới tụi nó? Chà, chiều nay mình hỏi toàn là ghét bỏ vậy. Thưa đại chúng á, thí dụ như là mình nghĩ là mình thương người đó, mà tại sao người đó ghét mình? Thì bây giờ mình nhìn lại cái cách thương của mình. Nhiều khi cái cách thương mình như thế nào, cách mình đối xử như thế nào mà mình được mệnh danh là thương, nhưng mà người đó không được nhận cái đó là thương, mà người đó nhận là ghét. Không, mà ví dụ như mình bắt con mình đi ngủ sớm, bắt nó ăn, nhưng mà lúc nó nhỏ nó bây giờ nó nghĩ cái đó là thương hết á. Thấy không? Nó nghĩ là mình khó khăn với nó. Nhưng khi nó lớn lên nó mới cảm nhận được điều đó. Nhưng mà người mẹ có bao giờ vì người con nghĩ như vậy mà ghét người con không? Không. Thật ra bây giờ nè, vị Phật tử này, nếu mình chỉ biết thương em mình thôi và không nghĩ gì nữa hết thì khỏi sẽ đau khổ, dù người em đó có thương. Tại vì mình expect, mình thương em mình thì em mình phải thương mình lại. Là chính mình muốn cái return đó, cho nên mình khổ. Còn bây giờ mình thương là đủ rồi, đâu cần gì nữa đâu. Như mẹ thương con là được rồi. Có bao giờ mẹ tính sổ với mình không? Không. Mẹ không bao giờ, không có một người mẹ nào mà có cuốn sổ từ nhỏ tới lớn nó uống 500 bình sữa, xài 300 ký tả, không có. Không có người mẹ nào tính mình vậy. Tại vì tình thương là một sự dư để mà cho ra. Thì ở đây chị cũng vậy đi,
Chị tập tình thương của Bồ Tát đi, cho ra thôi mà không có thu vô. Mà trong 10 điều tâm niệm nè, mình giúp người đừng mong cầu báo, vì cầu báo là có ý, có cái mưu đồ, có cái muốn trở lại. Thật ra bây giờ mình hỏi lại mình có thương thiệt chưa? Dạ con thương thiệt là no request, không cần người đó phải return. Mà có return là mình có đổi chác. Có bao giờ Phật đòi hỏi mình gì không? Không. Bữa nào mình có chuyện nhiều thì mình cúng nải chuối, mình khấn cây nhang. Còn bình thường không có thì mình đi chùa mình lạy thôi. Thấy không? Mình tụng thời kinh có 15 phút thôi mà mình khấn tới 30 phút lận. Mình xin Phật tới 30 phút lận. Mình tụng có 3 giờ, mình tụng có 15 phút à. Và thậm chí mình gọn gãy một câu, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Phải không? Thành thử ra mình thương là được rồi. Còn người kia đối với mình như thế nào, đó là mình, nếu mình đã không quan tâm chuyện đó nữa thì đừng có bận lòng, cứ thương thôi. Con chúc thầy được nhiều an lành. Nếu con đi chùa mà thấy sư không đúng, sự không đúng của thầy thì con phải làm sao? Con có nên đến chùa nữa không? Khi mình đến chùa là mình đến chùa mình học cái hay, ngay cả cái dở cũng học. Học cái gì biết không? Học cái vĩnh viễn không làm giống. Cho nên nếu mình biết đem cái tâm của người đi chùa thì không có chuyện gì mà mình trở ngại hết. Người dở mình cũng học nữa. Học đừng cái đừng có làm. Ngày xưa Khổng Tử dạy, con thấy người ta làm lành, con học điều lành của người đã đành. Con thấy người ta làm dở, con vẫn phải học. Học cái đừng bao giờ làm giống như vậy. Quý vị nhớ kinh Tư Lượng không? Kinh Tư Lượng là kinh, tư là tư duy, lượng là so sánh. Bây giờ mình dịch cái kinh đó là kinh soi gương. Nếu mình thấy một người mà không dễ thương, không làm được những điều đó mà mình không thích người đó, thì mình tự nói với mình sẽ không repeat và làm y như vậy. Và quý vị nhớ là chùa như một cái bệnh viện, và rất nhiều bệnh nhân vô trong cái bệnh viện này, và mỗi người bệnh mỗi kiểu, mỗi người bệnh mỗi kiểu. Và trong này cũng có y tá, cũng có bác sĩ, và thậm chí bác sĩ cũng bệnh như là người bệnh. Thành thử ra tất cả chúng ta đều ở trong này đều là những người đang chữa bệnh hết. Thì bây giờ á, mình đi chùa thì mình nhớ là Pháp Hòa hồi nãy có định nghĩa chữ chùa đó. Chùa là nơi xa cái ác, gần cái thiện. Thì cái gì mà xấu, không đúng, mình đã biết không đúng là tại sao mình phải quan tâm? Mà hơn nữa, mục đích ngay từ đầu mình đi chùa đâu phải đi tìm cái người đó để mình làm gì đâu. Mà đa phần là hỏi đi chùa chi? Đi chùa tu công quả. Ủa sao chị đi về vậy? Tôi bực cái bà đó tôi về. Nó trật lắc à. Đi chùa gì cái chuyện khác, mà lát về gì chuyện khác. Người bất cứ việc gì chúng ta làm mà có giới, có định, có tuệ thì cái đó trở thành pháp lành. Ví dụ như mình làm ăn buôn bán, thì trong làm ăn buôn bán có giới là gì sao? Nó nói cho đúng sự thật. Ví dụ như cái này nó là đồ giả, vì mình bán với cái giá đó, thì khi người ta mua, người ta nói ủa sao cái này nó rẻ hơn cái này nó giả, tại cái này là đồ thật, này đất thật, còn này là đất giả, thí dụ vậy đó. Cho nên là nó giá này nè. Chứ mình không có thể lấy cái đồ giả nói trời ơi tôi quý chị lắm tôi mới bán giá này đó, chứ người ta là tôi bán giá khác rồi đó. Thấy không? Thành thử ra trong sự buôn bán ai cũng biết là mình bán là phải có lời, nhưng trong cái việc làm ăn đó phải có giới. Và người có giới cho nên có sự lắng tịnh định. Và vì sao? Vì chúng ta có cái định tĩnh cho nên chúng ta có tuệ, chúng ta có tư duy, chúng ta nên nói như thế nào. Thí dụ như trong cái dịp mà biểu tình thì mình được quyền nói lên tiếng nói những cái gì mình bất đồng. Nhưng trong cái việc làm đó mình nghĩ là mình tự do, mà trong cái tự do đó thiếu giới,
chúng ta vi phạm những cái điều mà chúng ta không nên làm. Chúng ta nói người khác bất công, nhưng mình nhào vô, mình tiệm người ta, mình lấy của người ta, vậy thì mình công ở đó, bất công bằng ở chỗ nào? Cho nên trong cái việc làm nào nó cũng phải có giới, có định, có tuệ. Mình làm cái gì trong cuộc sống thì ai cũng biết. Cuộc sống là chúng sanh là gì? Chúng sanh nghĩa là nương nhau mà sống. Người bán gạo, người bán thức ăn, thì người bán thức ăn nhờ người bán gạo có gạo cho nên ta mới mua thức ăn. Thì cái anh ăn thức ăn anh cũng nhờ anh gạo, anh nhờ anh thức ăn. Cho nên mình đều nương nhau mà sống. Mà đã nương nhau mà sống thì việc gì chúng ta làm cũng có chừng mực. Vợ chồng cũng là một hình thức chúng sanh, đều nương nhau mà sống mà. Chồng nương vợ, vợ nương chồng. Thì người chồng không nên làm điều gì quá đáng đối với vợ. Vợ cũng đừng làm gì quá đáng đối với chồng. Thì mình hiểu được như vậy đó, là mình hiểu được cái đạo lý của cái sự gọi là quân bình. Mỗi ngày đi làm kiếm tiền về nuôi nhau. Nhưng mà trong cái nuôi đó không phải nuôi thức ăn đâu, mà phải nuôi nhau cái tình, cái nghĩa nữa. Cho nên việc làm gì có giới, có định, có tuệ. Nhược kiến mãn bát. Nhược kiến mãn bát là nếu thấy bát đầy. Hồi nãy là không bát, bây giờ là mãn bát. Không bát là bát không, mãn bát là bát đầy. Thì cầu cho chúng sanh ở trên kia thì không vô phiền não, còn ở bay là gì? Cụ túc thịnh mãn. Cụ túc là đầy đủ. Cho nên cái giới mà các thầy tỳ kheo thọ cũng là giới cụ túc đó. Hôm trước mình giải nghĩa chữ cụ túc, tại sao gọi là tỳ kheo giới là giới cụ túc đó. Cụ túc thịnh mãn tức là mình đầy đủ sự viên mãn. Viên mãn cái gì? Viên mãn các pháp lành. Việc gì chúng ta làm mà có giới, có định tuệ đều là pháp lành hết. Bây giờ mình bắt đầu cái bài kệ của sư ông Làng Mai á, cái bài mà nhìn cái bát không á. Ai nhớ không? Tài nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để bắt có bát cơm đầy. Rất là dễ và rất là thực tế. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Và chỉ trong chốc lát, chỉ có mấy phút sau thôi, là cái bát này nó đầy thức ăn. Thì bây giờ bắt đầu nhìn chiếc bát đầy. Rồi gì nữa? Tay nâng, hả? À, tay nâng bát cơm đầy, tôi thấy, tôi biết rằng trưa nay, à, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Chứ gì nữa, không phải sao? Chỉ có một bát cơm đầy thôi mà quá trời ân nghĩa trong đó. Tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Trời xanh mây trắng, nước mưa không khí, người công người nông phu trồng lúa, người làm rẫy để có cà rốt, để có khoai vân vân. Quá chừng ơn và nghĩa và công sức trong cái bát cơm đó. Cho nên thấy như vậy rồi thì mình thấy cả cái ân ở trong đó. Và chúng ta ôm cái bình bát đó, cầm bát đó với tất cả lòng biết ơn, đi về chỗ ngồi. Và nhớ là khi mình ôm bát, tay trái để dưới đáy bát, tay phải che cái bát và để ở trong trước ngực mình, và phải đi từng bước. Đi thảnh thơi, đi thong dong tới bàn, chứ không có phải
nhìn cái tướng đi, nhìn nó không có một cái đạo hạnh gì, đạo mạo gì trong đó. Bây giờ mình ôm cái bác mình đi như thế nào để mà người ta nhìn vô người ta thấy cái đẹp ở trong đó. Hồi xưa có nhiều thầy người ta đi tu là tại người ta nhờ người ta thấy mấy cái tướng đi của các vị khất sĩ, nhìn thấy cái dáng đi của người tu uy nghi. Rồi nếu mà ví dụ mình đi lất khất đi như người đời thì đâu có gì lạ để người ta ngó, mà không chừng người ta còn chê nữa, nói trời ơi người tu gì mà đi xấu tướng quá. Cho người tu cạo đầu cho tròn cho sạch, râu tóc phải cạo cho sạch, đi đứng cho khoan thai, nói năng thì từ tốn. Đó là những lời nhắc nhở lúc mình thọ giới nhá. Các vị đã nhiều đời gieo trồng căn lành, nay mới được tướng đầu tròn áo vuông. Và phải biết rằng đó là sự may mắn của mình. Đi đứng cho khoan thai, nói năng cho từ tốn. Chẳng phải bậc thánh thì không phải bậc thánh thì chẳng nên thờ, không phải bậc hiền thì chẳng nên làm bạn. Con người mình là phải giao tiếp thánh hiền. Họ không phải thánh thì không thờ, họ không phải bậc hiền thì chẳng nên làm bạn. Cho nên trong luật nói ninh tự đoạn thủ, bất thụ nghĩa phi tài, thà tự chặt cánh tay chứ không bao giờ dùng cánh tay này mà lấy của ăn cắp, lấy cái của bất chánh không lấy, thà tự chặt cánh tay của mình. Bây giờ khi mà mình vào ngồi rồi đó, sau ba hồi chuông, hôm trước mình đã nói cái vụ để bát rồi phải không? Cái bát mà chúng ta đang sử dụng đó, thật ra nó là cái thố đựng cơm của người Nhật, chứ nó không phải là cái bát. Nhưng mà tại vì cái cách họ làm ra nó rất là đẹp, giống như cái bình bát của mình mà nó vừa với cái tầm của mình. Chứ ở bên Nhật á, cái loại đó nó có tới mấy size rồi. Size nhỏ nhỏ nè, size của mình là size trung bình nha, còn nó có loại size bự và lớn hơn. Thí dụ như một bữa cơm nhiều người thì nó y chang như vậy mà nó bự như cái nồi nhỏ của mình vậy đó. Mấy đứa có thấy cái đó chưa? Thấy cái bình đó. Chờ thật ra cái đó là cái bình, cái bát người ta ở bên Nhật người ta đựng, người ta làm thố cơm. Nhưng mà tại vì mình thấy cái đó nó rất là tương xứng với cái vừa cái tầm ăn của mình, cho mình dùng nó làm cái bát. Chứ đúng cái bát của mình là bằng đất. Rồi bây giờ mình để bát cơm xong rồi á, để cho mình nó có cái cách nó đo. Ví dụ như mình lấy cái tay mình nè, mình để như vậy, hoặc là cái đôi đũa mình để vậy, mình để cái bát nó vừa vậy nè, là ai cũng đều rang hết. Còn không là để xuống cái là người chồi lên chút, người thụt xuống chút, nên bát nó không đẹp. Ngay cả khi mà người ta để chén ra bên Trung Quốc, bên Trung Phật giáo Trung Hoa, mà người ta muốn người khác tới dọn bát, ta lấy đôi đũa ta để đây nè, ta cầm đôi đũa như vậy, ta đẩy cái bát ra, cái miệng bát nó vừa đụng đôi đũa là bát nó đều hết trơn. Cho mình thì mình cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình để làm sao mà cái vành bát nó vừa đụng cái mí là đều hết. Rồi khi mình mở bát rồi xong, mình lấy cái muỗng mình cắm ra bên ngoài. Tại sao mình phải cắm cái muỗng ra ngoài? Để biểu tượng cúng dường. Còn khi nào mình cúng xong rồi, mình để bát xuống, mình xoay cái muỗng lại, là bây giờ là tới phần mình thọ thực. Cái biểu tượng mà giờ cúng cho Phật, cúng cho Tam Bảo, thì làm sao để mình biểu tượng rằng, biểu lộ rằng mình cúng dường. Cho nên mình lấy cái muỗng mình cắm, mà cắm ngay giữa bát mà xoay ra ngoài. Bây giờ ví dụ như người nào ăn ít quá, lấy ít quá cơm không đủ thì cắm nó không ngay, cắm được thì khỏi cắm, chứ không nhất thiết phải cắm. Còn nếu mình cắm cái muỗng vô mà nó cứ ngã tới ngã lùi thì thôi, để nó ngoài cũng được. Nhưng mà nhớ là khi mình á, để cái bát rồi á, khi mình để xuống á, xoay cái muỗng, có nhiều người làm biếng á, xoay vậy nè,
xây cái bát lại. Xây như vậy thì cái tầm muỗng lát nó quay bên trái, thành thử là nhìn vô cái hàng cơm có thấy người muỗng trái người muỗng phải, thấy không? Hoặc có nhiều khi trên cái bình bát người ta để chữ nha. Thí dụ có nhiều cái bình bát người ta làm bằng đất, người ta để bốn chữ Như Lai Ứng Lượng Khí, hoặc người ta để bốn chữ thôi, ứng để ba chữ Ứng Lượng Khí. Nhưng mà thường người ta nói cho đủ chữ là Như Lai Ứng Lượng Khí. Ứng lượng khí nhiều khi cái lượng cái sức đo lường thôi, nhưng mà ứng lượng này là của Như Lai khế hợp với cái gì mà Như Lai đã chỉ dẫn. Cho nên khi mình để cái hình bát á, mình bắt cái ấn Tam Sơn bên tay trái nè, ấn ba ngọn núi, và cái ấn này tượng trưng cho giới định tuệ ba cái. Tại sao gọi là Tam Sơn? Tam Sơn là ba ngọn núi, và ba ngọn núi là tượng trưng cho giới định tuệ hay là niệm định tuệ. Chúng ta để cái bát cơm lên trên cái tay này. Rồi bây giờ á, mình để sao cho đúng. Cái tay phải bắt ấn cam lồ. Cam lồ là gì? Cam lồ là tượng trưng cho ngọt ngon, nghĩa là mình cúng dường, tức là mình đem tất cả tâm ý của mình để những thức ăn này trở thành ra vị cam lồ mà cúng dường Tam Bảo. Và khi mình để cái bát cơm á, mình không để dưới tầm miệng của mình, và mình cũng không để dưới cái tầm mắt của mình. Nhớ nha, hai việc phải nhớ. Một là không để dưới miệng, thí dụ mà để ngang vậy cũng được nè. Tại sao? Tại vì khi mình tụng kinh hay mình thở đó, thì cái khí bất tịnh trong người, trong cái miệng mình nó thổi ra đây, chưa đủ thanh tịnh cúng dường. Rồi mình đưa lên đây, thì đưa đó là nếu mà ở dưới tầm mắt của mình á, thì mình còn nhìn cái chén cơm này, mình còn khởi tâm. Ví dụ đói quá rồi cúng chưa kịp là đừng, chưa đang trong khi cúng là nuốt nước miếng suốt luôn. Hoặc là trong khi mà cúng như vậy rồi là nhìn thấy trời nãy đi gấp quá, không ngờ bữa nay có gỏi bắp chuối mà ngon lấy ít quá. Cho nên đó, hai thứ, một là dưới tầm mắt thì con mắt mình nó còn nhìn, tức là mình còn khởi tâm. Hai là để dưới tầm miệng á, thì cái hơi miệng mình nó không đủ cái sự thanh tịnh. Cho nên ta nói gì? Tề mi là ngay đây nè. Mi là cái này nè, tề là bằng. Thấy không? Tề mi tức là đưa lên bằng cái mí mắt. Hãy bằng mí mắt là nó vượt khỏi cái ánh mắt nhìn của mình rồi. Và chúng ta thống nhất, ví dụ mình để vậy nè. Mà để vậy là con mắt mình nhìn thẳng, mình vừa cái này vừa cái khỏi mí mắt mình nhìn thẳng lên, không cần phải gục đầu. Có nhiều vị người ta cúng ta làm vậy nè, biết không? Thành thử ra rồi cái mình nhìn vô, có người thiền dày, có nhiều người không thuộc kinh họ làm vậy nè. Thành thử ra nhìn vô cái hình ảnh nó không có thống nhất. Thật ra mình làm sao thì cũng được, nhưng mà thống nhất một kiểu thôi. Vì vậy mà chúng ta cần học thuộc để chúng ta không có bị chi phối bởi những tờ giấy kinh bên ngoài. Để chén cơm lên rồi mình để vừa khỏi mí mắt mình, mà mình để mình cầm thẳng vậy, thấy không? Khỏi mí mắt mình là mình bắt ấn vậy thôi. Còn ví dụ như á, những vị nào lớn tuổi tay chân run rẩy hoặc là tay yếu không bắt ấn được, không cần làm gì hết, cứ để bát ngay trước mặt mình chắp tay cúng, không có sao hết. Đây cũng là một cái ấn mà. Biết cái ấn này kêu ấn gì không? Ấn này là ấn phổ cúng dường. Phổ cúng dường là ấn cúng cùng khắp hết. Xin lỗi, ấn này là ấn phổ lễ nè. Đây là cái ấn phổ lễ nè. Đây là cái ấn phổ cúng dường nè. Phải không? Cho nên á, mình không có bắt ấn bưng bát được thì mình để cái ấn này. Phải không? Đó, mình cầm hương đó. Mình cầm hương là mình cầm vậy nè.
kẹp cái cây hương vô giữa đây, cầm vậy. Đây là một cái ấn, cho nên mình cúng dường cây hương, cho mình để cây hương ở trong này để biểu tượng rằng lấy cái ngọc bàn tay phải mình để trên bàn tay trái, kẹp cây nhang. Cho nên mỗi cái hành tác của mình đều là một cái ấn hết. Ví dụ bây giờ mình giận người ta quá, mình cũng có cái ấn nữa. Này nè, coi chừng ăn đục nghe, này cũng cái ấn đó. Nhưng bây giờ mình cúng dường là mình bên trái mình bắt ấn Tam Sơn, bên phải bắt ấn cúng dường. Còn lỡ quý vị nào không biết gì hết, để ngay trước mặt chấp tài, không sao hết. Ví dụ như bây giờ cái bữa đó đó, người ta không có cúng dường, thí dụ có những nơi người ta không có cái bát, người ta phát cho mỗi người cái mâm, cái tray á. Bây giờ trong cái mâm đó nó có những cái section đó, phải không? Những cái ô á, này miếng canh nè, miếng kho, miếng xào vậy đó, mỗi người một tray vậy, một mâm vậy đó. Rồi không lẽ bưng cái mâm lên vậy, hay là bưng lên vậy, nhìn nó không đẹp, cứ để cái mâm trước mặt chấp cúng dường. Ở bên khất sĩ người ta không có bất ấn gì hết, cứ để trước mặt cúng dường. Rồi xong rồi trước khi ăn ta ôm mình bát, ta để xích vô trong người, ta đọc cũng giống như mình đọc Tam Đề Ngũ Quán vậy. Bát cơm vàng ngọc biết bao công, đức hạnh đầy vơi tự xét lòng, thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ, nuôi thân hành đạo chớ lạm dùng. Cũng là ngũ quán đó, nhưng mà diễn đạt thành thơ. Thấy không? Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ nè. Mình phải coi đức hạnh của mình thiếu đủ mà thọ của cúng dường, thì người ta diễn ra thơ. Bát cơm vàng ngọc biết bao công, đức hạnh đầy vơi tự xét lòng. Cái đức hạnh của mình đầy hay là vơi tự mình biết. Ăn thì thỏa miệng đó, ý là khoái khẩu đó, thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ. Nhớ nha, ăn để mà nuôi thân hành đạo thôi. Cho nên đều là cùng một hết chứ, nhưng mà mỗi bên có một cái cách nào đó để mà người ta bày tỏ cái tâm biết ơn cúng dường. Bên Nam Tông người ta cũng có. Thí dụ như bên Thiên Chúa Giáo, trước khi ăn ta cũng đọc kinh, ta cảm ơn. Mình ăn mình cũng cảm ơn. Cảm ơn những người làm cơm cho mình, những người trồng trọt, vân vân. Suốt bữa ăn từ đầu đến đuôi hết. Thật ra ngồi vô ăn cũng được rồi, nhưng mà cái người tu là cái người luôn luôn ghi nhận, mà nhất là cái bữa ăn là biết bao nhiêu công sức. Một món ăn mà rất nhiều công, mà huống chi là 4-5 món thì biết bao nhiêu là công, phải không? Cho nên ăn mà không có ghi nhận cái công lao của người là bắt đầu sanh tâm mày nha. Ngon dở mà ý là nhắc nhở liên tục như vậy, mà đôi khi còn khởi tâm nữa, còn khởi tâm ngon dở chê khen nữa đó. Chứ đừng nói là không có sự nhắc nhở. Đó là một việc. Việc thứ hai là gì? Khi mà chúng ta ngồi tĩnh lặng, chúng ta ăn đó, thì chúng ta ghi nhận luôn cả áo quần chúng ta mặc, rồi thầy tổ dạy dỗ cho mình đó. Người thí chủ cúng dường, người ta có 4 thứ là cúng cho mình. Một là chỗ ở, 2 là áo quần, 3 là cơm ăn, 4 là thuốc uống. Đó gọi là tứ gì? Tứ sự cúng dường đó. Chỗ ở nè, y phục nè, thức ăn nè, và thuốc men. Bệnh là có người cho mình thuốc uống. Cho nên người Phật tử có thể cúng 4 thứ cho người tu. Rồi bây giờ mình bắt đầu cúng dường. Đây là mình học phụ đó, bài phụ đó. Vì nó nguyên một cái phần như vậy, mình học thêm để mình nó đầy đủ một cái bộ. Khi mình đưa lên mình cúng dường. Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Đây là mình nói tới pháp thân của Phật. Mỗi một đức Phật có 3 thân.
hay là mỗi chúng ta cũng có đủ ba thân. Cái thân mà chúng ta đang thọ đây, cái này gọi là báo thân. Còn cái thân mà chúng ta ứng dụng trong mọi việc làm gọi là ứng thân, hay là thọ dụng thân. Và cái thân Phật Pháp, mỗi khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta có được cái thân đó gọi là Pháp thân. Thí dụ tại sao gọi là báo thân? Báo thân là cái thân quả báo nè, phải không? Lùn cao mập ốm gì đó, đây là báo thân. Và chúng ta biết sử dụng cái báo thân này để chúng ta làm tất cả việc gọi là ứng thân hay là hóa thân. Hai cái đó cùng một tên đó, cùng một thân đó. Thấy từ sáng giờ mình có ứng thân nhiều không? Mình hóa thân nhiều không? Có phải không? Lát cái mình hóa xuống bếp mình rửa chén, lát mình hóa trên chánh điện mình xếp kinh, lát mình hóa ngoài sân mình quét sân, nhổ cỏ, tưới cây. Lấy cái mình đang có báo thân này, sử dụng cái báo thân này trong mọi việc làm, thì khi chúng ta làm những công việc đó là chúng ta sử dụng hóa thân. Và không có làm mà không có khổ đau, làm mà có tư duy, có quán chiếu, đó là làm bằng pháp thân. Ví dụ như đấy, trời ơi trời, tự nhiên kêu tôi đi quét nhà. Bây giờ ra cầm cái chổi quét nhà mà suy nghĩ nha. Quét nhà là quét tâm. Quét nhà là quét sạch cái tâm của mình. Tâm mình còn lắm bụi cho nên mình cần phải lau quét thường xuyên để cho tâm này sạch. Trong khi mình sử dụng cái hóa thân đó, chúng ta có tư duy, mỗi việc làm đều mang ý nghĩa tu tập, thì lúc đó chúng ta đang lấy cái pháp thân ra trong công việc đó. Pháp thân là những cái biểu tượng xung quanh mình nè. Thí dụ như Hòa Thượng Làng Mai có cái bài thơ á: sáng hôm nay tới đây, chén trà nóng bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt. Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Bụt là lá chín, pháp là mây bay. Tăng thân khắp chốn thấy lá mà nó, cái lá mà nó chín trên cây là Phật. Những đám mây nó bay là pháp. Tại vì những đám mây nó biểu lộ cho mình thấy rằng cái mây này nó biểu lộ cho sự vô thường, nó biểu lộ cho mọi cái duyên sinh. Nước bốc lên thành mây, mây rơi xuống làm nước. Không phải là pháp là cái gì. Mà nếu chúng ta biết nhìn tất cả, chúng ta thấy trời xanh, mây trắng, đám mây đều biểu lộ những cái pháp để chúng ta học, thì cái đó là chúng ta nhìn bằng pháp thân. Cái bài kệ mà mở cửa sổ đó, mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm vô cùng. Nếu mình nhìn tất cả bằng pháp thân thì mình sẽ thấy cuộc đời này nó rất màu nhiệm. Nếu mà cuộc đời này mà không có những cái tai ương, những cái biến đổi, chúng ta cũng ít có khi nào ý thức mà chúng ta lo chỉnh đốn tu tập lắm. Đó, dịch như vậy đó, ảnh hưởng toàn cầu mà có người còn chưa tỉnh mà. Có người còn chưa tỉnh giấc cơn mê mà vẫn còn tranh đấu, vẫn còn làm đủ kiểu hết mà. Có nhiều khi lúc bệnh nó trời, bệnh quằn quại, bệnh chết luôn nha, nguyện đủ thứ hết. Kỳ này mà con hết bệnh một cái rồi nha, con đi chùa, con tu, con sẽ công quả, con ăn chay, nhưng mà hết bệnh rồi không thấy gì hết. Hết bệnh rồi là không thấy gì hết, mà lúc bệnh là thôi nguyện đủ thứ hết. Thậm chí nói kỳ này
con lượm được cái mạng Phật cho, kỳ này con tỉnh dậy là con phải lo tu thôi, sợ quá. Nhưng mà hễ xong rồi là thôi. Cho nên người nào mà nhìn, cho nên Phật nói trong kinh, người nào thấy pháp là thấy Như Lai. Ai mà thấy được cái pháp, bất cứ cái pháp gì mà cho người đó tỉnh thức là thấy Phật. Cho nên đám mây, ngọn lá, thậm chí cái cây hôm qua mình đi mình thấy nó còn tốt, tự nhiên bữa nay nó chết rồi, mình cũng không biết được. Cho nên ba thân đó, pháp thân, ứng thân và báo thân. Báo thân là cái thân mình đang có đây. Mà nếu mình biết sử dụng cái báo thân này đó đúng mức đó, thì pháp thân này tự từ cái báo thân này nó có, mình sử dụng một cách đa chiều, đa dụng, gọi là đa dụng thân. Cái thân này nó đa dụng lắm, đúng không? Đồng ý nó đa dụng không? Đa dụng là gì? Very useful. Sử dụng cách nào cũng được hết. Nhưng mà nếu mình có chánh niệm bằng pháp thân, mình sẽ sử dụng nó đúng. Mình không biết thì mình sẽ sử dụng nó trật. Ví dụ mình có cái thân này làm biết bao nhiêu việc thiện, nhưng mà không biết thì cũng cái thân này làm biết bao nhiêu việc sai. Cho nên cần phải có pháp thân. Pháp thân mà phối hợp với lại báo thân thì nó ra ứng thân và hóa thân một cách vi diệu. Cho nên ba Đức Phật biểu tượng Tỳ Lô Giá Na, phải không? Tỳ Lô Giá Na là pháp thân, Lô Xá Na là ứng thân hay là hóa thân, rồi gì nữa, Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đến Đức Phật kế là ai? Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Khi mà chúng ta gọi Di Lặc Phật á, là chúng ta gọi trước, vì ngày chưa thành Phật. Cho nên mình thêm câu là Đương Lai Hạ Sanh, sẽ sanh trong tương lai, chứ không phải là Đức Phật đã thành, mà đây là tương lai. Tương lai hạ sanh. Cực Lạc Thế Giới A-di-đà Phật. Cực Lạc là biểu tượng cho một nơi, nơi chốn nào mà hoàn toàn không có khổ, chỉ thuần điều vui, gọi là Cực Lạc. Chữ Cực Lạc nghĩa là cực kỳ vui sướng. Còn chỗ nào mà khổ ơi là khổ thì gọi là cực khổ. Cho nên nhiều khi mình ở cực lạc mình không biết thì cũng thành cực khổ. Ở chỗ cực khổ mà biết thì vẫn là cực lạc. Hôm rồi sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma 85 tuổi. Thì ở bên Anh á, có một số các vị cảnh sát á, làm một cái chương trình là nó kêu là gì đó con, Zoom để mà chúc mừng ngài. Thì có mấy vị cảnh sát mới hỏi ngài chứ ngài có khỏe không, hỏi là ngày sinh nhật có vui không, hỏi bữa sinh nhật của ngài có vui không. Thì ngài mới nói ngày nào cũng là sinh nhật hết á. Sáng ra ngủ dậy thấy trời đẹp là sinh nhật rồi đó, phải không? Rồi ngài mới nói là nó mọi việc nó tùy vào cái tâm của mình. Thật ra đâu có ai muốn cái dịch COVID lần này đâu, không ai muốn hết á. Nhưng mà cái điều mình không muốn nó đã xảy ra. Thì bây giờ chúng ta đang sống ở trong một cái hoàn cảnh mà bệnh dịch lan lây như vậy, thì chúng ta phải sử dụng cái pháp thân của chúng ta, cái tâm niệm của chúng ta để nhìn mọi sự việc như thế nào, để chúng ta có an ổn trong cái bất ổn. Cho nên biển lửa nở hoa sen, hỏa diệm hóa hồng liên, không phải là cái chuyện
không phải là cái chuyện gọi là Bồ Tát Phật mới làm được, mà tùy vào cái sự tu tập của chúng ta. Hễ chúng ta tu khá thì hoa sen nó nở tốt, chúng ta không khá thì lửa nó vẫn còn phừng phừng nó cháy. Hỏa diệm hóa hồng liên, trong cái lò lửa đó mà vẫn hóa ra được cái hoa sen. Cho nên cái đó là biểu tượng cho cái tâm thanh lương mát mẻ. Ở cái nơi mà người ta bất an thì chúng ta có sự bình an. Và hỏi con đi đâu mới về? Nói dạ con mới đi Vancouver về. Ta nghe nói Vancouver ồn lắm phải không? Dạ, quốc độ con an ổn. Ở ngoài kia có ồn ào cỡ nào mà trong lòng con có bình yên. Cho nên người đệ tử và người thầy có cái sự tương ưng trong hỏi đáp. Cái đó gọi là tâm ấn. Tâm với tâm hiểu nhau. Người đệ tử muốn hiểu thầy mình đang hỏi mình cái gì. Chứ ổng không phải nói ba cái chuyện vu vơ, chuyện ồn ào ngoài đường, mà ổng lấy cái đó ổng hỏi mình cái gì đó. Cho nên người đệ tử hiểu câu hỏi của thầy, cho nên đáp lại và quốc độ con an ổn. Nhưng mà mình là người thứ ba, mình ngồi đó tâm mình không tương ưng với hai thầy trò, mình không biết họ nói gì. Cho nên tâm ấn là vậy đó, lấy tâm ấn tâm. Ấn là cái mộc, cái siêu. Cái ấn nó làm sao đóng ra nó như vậy, thì tâm người thầy và tâm người đệ tử cùng tương như vậy. Và ngày xưa người ta lấy cái hình này, lấy những cái câu chuyện gọi là tâm với tâm tương ưng để mà nói lên những câu chuyện như vậy. Ví dụ như đang đi vậy, các ông thầy hỏi nói gì vậy, cái người đệ tử nói dạ con dịch bay. Ông thầy ông nhéo lỗ mũi đệ tử cái nói đau. Ouch. Ôi cái gì vậy? Tất cả con dịch bay nó bay qua rồi, nó thành cái quá khứ rồi, tại sao còn đấy? Cho nên những cái câu chuyện đó là chỉ có thầy trò người ta hiểu thôi. Còn mình chưa đạt tới đó, mình nghe mình không hiểu gì hết. Chỉ vì vậy mà ông vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Đạt Ma, trẫm xây chùa nhiều quá mà trẫm có công đức không? Tại vì ông hỏi cái công đức gì? Ông hỏi cái công đức hữu lậu, những cái chuyện hình ảnh được khen tặng bề ngoài. Nhưng mà Tổ Đạt Ma đâu phải cái tâm đó. Tâm của Tổ Đạt Ma là vượt những cái hình tướng đó rồi. Tâm của Tổ Đạt Ma là cái công đức vô lậu kìa. Cho nên Tổ Đạt Ma nó không có công đức gì hết. Tổ Đạt Ma nói là cái công đức vô lậu, tại ông làm mà không tính, cái đó mới vô lậu. Còn ông làm mà có tính thì nó vẫn là hữu lậu. Mà Tổ Đạt Ma là cái tâm của thượng căn thượng trí. Ông vua Lương Võ Đế là cái người phàm. Ông lấy cái công đức bình thường ra ông hỏi chị một vị tổ những câu đó. Hai câu trả lời nó không có tương ứng. Câu hỏi và câu trả lời không tương ứng. Cho ông Lương Võ Đế, ông nói thầy này không biết gì hết, không biết Phật Pháp gì hết. Tôi làm bao nhiêu việc gì mà nó không có công đức. Tổ Đạt Ma cũng biết ổng nghĩ gì vậy, tổ mới suy nghĩ, tôi chưa cơ duyên chưa tới, thôi tôi nói với ông mắc công quá. Cũng giống như mấy vị nào ở Việt Nam mới qua mà gặp mấy thầy mà lớn lên ở Mỹ thì nói có những cái đâu tưởng gì nó vô. Ở đây vài năm thì tự nhiên nó vô khớp à. Phải không? Tại nó tương ưng như vậy. Thì tổ biết rằng chưa tới đủ cơ duyên để nói những cái chuyện lớn này. Thôi lên núi ngồi xây mặt vô vách đi. Xây mặt vô vách ngồi thiền để cho nó khỏe. Cũ niên diện bích, 9 năm ngồi thiền xoay mặt vào trong vách. Cho Tổ Đạt Ma còn có cái tên là Diện Bích Bà La Môn. Ông Bà La Môn xoay mặt vô vách. Cực lạc thế giới A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Người mà có đủ cái vô lượng đó không phải là vui sao? Cho nên mỗi người mình cũng là một A-di-đà Phật đó.
Nếu ngày nào mình sống mình biết tỏa ra cái năng lượng ánh sáng vô lượng, tỏa ra công đức vô lượng, tỏa ra được cái sự thọ mạng vô lượng, thì mình là một Di Đà ở cực lạc. Có nhiều khi mình ở trong cảnh vui mình vẫn buồn khổ. May là mình cạo đầu không còn tóc, cho nên không còn bứt tóc chết được. Chứ nếu mà còn tóc là tối nào cũng nắm tóc. Trời ơi tại sao? Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Phật nhiều quá nói không hết. Giờ nói quá khứ Phật, nói hiện tại Phật, nói tương lai Phật. Ba vị Phật biểu tượng thôi. Rồi bây giờ nhiều quá thôi, nói chung một câu là mười phương ba đời tất cả Phật. Thập phương là mười phương, tam thế là ba đời. Nhất thiết là tất cả, mười phương ba đời tất cả Phật. Rồi Phật xong rồi bây giờ nói tới Tăng. Tăng đây là nói tới các vị Bồ Tát đó. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, ba vị Đại Trí, Đại Hạnh, Đại Bi. Việc làm gì mà có đủ ba cái hạnh này á, có trí tuệ, có việc làm, có lòng từ. Có nhiều khi việc làm mà không có trí tuệ hư sự. Cho nên người ta nói á, nhiệt tình cộng thêm gì nữa, thiếu hiểu biết thành ra phá hoại. Ví dụ nha, ví dụ giờ thầy đang, Pháp Hòa đang quậy thao bột vậy nè, thầy nào đó chạy vô: "Thầy, thầy, thầy, để con phụ." Nhiệt tình lắm, nhưng mà không biết ta đang làm gì. Sao đặc quá vậy? Lấy thao nước đổ vô. Lấy thao nước mà cũng không có để ý coi cái nước gì nữa, nhầm cái nào nước lèo, nhầm cái nào nước súp ta mới lấy ra. Nhiệt tình. You have a very warm heart. Thấy không? Là nhiệt tình cộng thêm thiếu hiểu biết, không biết người ta đang làm gì, thành thử ra hư sự của người khác. Cho nên lòng từ bi là có. Sẵn sàng lăn, lòng từ bi là Đức Quan Âm. Sẵn sàng lăn xả vào công việc là Đức Phổ Hiền. Nhưng phải có hiểu biết thì mới có trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó đó cộng với lại lòng từ bi thì cái việc làm nó viên mãn. Cho nên lấy ba Bồ Tát này, trong một cái bữa ăn cũng vậy. Nếu mà quý vị mà để ý cái người mà người ta có trong một cái bữa ăn, người ta để ý, người ta nấu, người ta cũng phải quan sát lắm. Ví dụ như một cái bữa ăn á, có mặn, có xào, nói chung là có vị nha. Món mặn là muối. Có món chua, có món cay. Bây giờ mình phải quan sát chứ, trong chúng này có người ăn cay, có người không. Cho nên nấu á, có món cay, món không, thì ai ăn cay người ta ăn. Hoặc là người ta nấu, người ta để chén ớt ở ngoài đi, ai thích cay tự trộn vô. Rất là nhiệt tình, nhưng mà mình quên rằng mình nấu cho ai ăn. Cái mình nêm ta nói: "Ủa sao cay? Đâu có đâu, tôi ăn được mà." Ủa, nếu mà tôi ăn được mà mình nấu đại chúng ta ăn không được thì đâu phải. Phải không? Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, ngay cả khi chúng ta ra, chúng ta hướng dẫn một thời kinh, chúng ta có lòng muốn dẫn kinh lắm, nhưng mà chúng ta phải nhìn, phải biết rằng thời gian nè, cái số người người ta tụng kinh với mình là ai. Thí dụ giờ mình tổ chức một khóa tu cho mấy đứa nhỏ. Trời ơi, mấy đứa nhỏ đi chùa tốt lắm, tốt lắm. Sáng bắt lại 100, chiều lại 100, 5 ngày tu lại 500 lại, năm sau không thấy đứa nào hết. Tại vì nó chưa phải là người đó. Cho mình tổ chức một khóa tu là có lòng từ, và tổ chức là hạnh nguyện của Phổ Hiền, tình thương phối hợp với Đức Phổ Hiền, mà thiếu ông Văn Thù. Thiếu cái văn, thiếu trí tuệ của Văn Thù để quán xét, quán cơ mình đang tổ chức cho ai tu. Tổ chức con nít tu thì phải tu theo cái tâm lý con nít.
Rồi giờ khóa tu toàn mấy bà già không? Hỏi khóa tu này gì? Khóa tu cho người cao tuổi. Toàn là người cao tuổi không? Mà dẫn đi vô rừng. Dẫn vô rừng giống như là dẫn mấy đứa nhỏ đi vậy đó. Lấy cái mấy đứa, ô bữa hôm mấy đứa nhỏ đi vui lắm. Mấy đứa nhỏ nó còn khỏe, nó vô rừng, nó chơi, nó thích. Nhưng mấy bà già này đi làm gì? Lấy cái chương trình mấy đứa nhỏ phối hợp mấy bà già. Rồi thấy mấy bà già lại hì hục thích quá, đem pha phối hợp với mấy đứa nhỏ. Không được. Hồi nãy trước khi ăn thầy dặn phải không? Ngày mai không có tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tại vì mình tổ chức thời kinh rồi, mình biết những đương cơ ngày mai sẽ trì kinh là ai, thì mình phải lựa bài kinh nào thời lượng và nội dung cái bài kinh đó nó phù hợp với người tụng. Nhớ thời gian là một nha, nội dung là hai nha. Hỏi này gì vậy? Dạ này con làm kho thập cẩm. Hỏi này gì vậy? Dạ này nấm rơm kho tiêu. Hỏi này gì? Dạ này dưa cải kho. Ủa sao mà bữa ăn toàn đồ kho không vậy? Ăn xong lên máu chết. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình làm việc gì nó có nội dung, nó có hình thức. Cái hình thức mình có đó, nhưng mà nội dung là cái gì? Cho nên trong một bữa ăn, trong một cuộc sống, ăn để nuôi mạng, thì việc gì chúng ta làm phải nuôi dưỡng được cái đó. Thí dụ mình mở một cái công ty là để làm gì? Để tạo ra tiền, tạo ra cuộc sống. Thì cái việc làm đó chúng ta phải có những Bồ Tát này có mặt. Cho nên chúng ta nhớ là trong Phật giáo Đại Thừa đưa ra những hình ảnh của các vị Bồ Tát là những biểu tượng, là những đức hạnh. Cho nên mỗi việc làm chúng ta niệm mỗi Bồ Tát, chúng ta biết chúng ta đã đang niệm ai. Đang niệm ai và những vị đó đi vào trong đời sống của chúng ta như thế nào. Thì làm gì có sự mê tín trong đó. Cho nên Đại Thừa hay là Tiểu Thừa nó ở ngay cái chỗ chúng ta làm, chứ không phải là những cái giáo phái như chúng ta quan niệm. Bây giờ Bồ Tát nhiều quá mình nói cũng đâu hết, thì nói một câu tổng lược là sao? Chư Tôn Bồ Tát Maha Tát, các vị Bồ Tát, Bồ Tát lớn. Chữ Maha là lớn nha, great, bự. Chữ great là những vị Bồ Tát mà tâm lượng rất là vĩ đại, viên mãn lắm. Cái gì mà nghe chữ Maha là biết là nó lớn rồi đó. Maha Bát Nhã là trí tuệ rộng lớn. Maha Tát là các ông Bồ Tát lớn. Chư Tôn Bồ Tát, các vị Bồ Tát, Bồ Tát lớn. Maha Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao lại để câu Maha Bát Nhã Ba La Mật trong này? Tại vì tất cả từ việc làm của người đó cho đến mình là người nhận, cho đến mọi cái việc làm hôm nay, mình tất cả đều đưa tới cái chỗ trí tuệ viên mãn hết. Người nấu cũng trí tuệ viên mãn, người cúng cũng viên mãn, người nhận cúng và cầu nguyện, tất cả đều tới cái chỗ viên mãn rốt ráo ba la mật hết. Thí dụ như người cúng là phải tâm phải viên mãn của sự cúng. Chúng ta là người nhận cúng và cầu nguyện cho thí chủ, chúng ta phải nhận và cúng bằng tất cả tấm lòng của chúng ta. Lên nhìn mâm cơm đừng có khởi tâm gì hết, chỉ biết thành tâm ghi nhận công đức của Phật tử để chúng ta cầu nguyện cho người thí chủ. Chư Tôn Bồ Tát Maha Tát Maha Bát Nhã Ba La Mật. Và đồng thời sắp sửa đây nè, tam đức lục vị, pháp thân bát nhã giải thoát. Đó là tam đức á. Tam đức là gì? Ba cái đức của người tu.
Ba cái đức của người tu là gì? Là trí tuệ, rồi là bát nhã đó, là giải thoát, liberation. Rồi cái thứ ba là gì? Là pháp thân. Bây giờ mình nói cái nghĩa sâu sắc là ba cái đức đó. Còn nếu mà nói về thức ăn á, là gì? Một là trong sạch. Thứ hai, đây là mình nói về thức ăn nha. Một là trong sạch, clean. Thứ hai là mềm dịu. Mềm dịu là gì? Tức là thức ăn này nấu chín. Nói đơn giản là thức ăn đã chín. Thí dụ món nào ăn sống là đúng ăn sống, món nào ăn kho là đúng vị kho, món nào xào là đúng xào. Tức là không có làm lỡ dở, món nào là nó đúng mức mức đó, gọi là mềm dịu. Thứ ba là gì? Là như pháp. Như pháp là sao? Như pháp nghĩa là cái người người làm thức ăn cúng dường hôm nay, như pháp là người ta đi mua, người ta lấy tiền của người ta làm cực khổ, người ta mua chứ người ta không ăn cắp. Rồi người ta đem vô đây, mọi người nấu, nấu bằng tấm lòng. Rồi cúng như pháp là sao? Trước khi ăn mình phải cúng Phật. Nhớ ba đức không? Ba đức mà nói trên cái nghĩa của đồ ăn á, đứng trên phương diện thức ăn á, là một á, là trong sạch. Thứ hai là mềm dịu. Thứ ba là như pháp. Trong sạch là thức ăn này sạch sẽ. Mềm dịu là nấu chín. Thứ ba là như pháp. Cúng như pháp, nhận như pháp. Người, người mua sắm cúng như pháp. Không có, không có lường gạt, không có trộm cắp mà đem cho. Rồi mình nhận cũng vậy. Thí dụ mình là người nhận, vì mình biết mình là người nhận, thì mình phải đem tất cả tâm thành của mình nhận và cầu nguyện cho thí dụ, hồi hướng công đức cho người cúng. Và còn gì nữa? Như pháp là sao nữa? Đầy đủ, chia đều, không có thiên vị. Clean nè, cook nè, là gì nữa? Offer in order, phải không? Làm đúng pháp. Right way, the right way to offer. Đó là ba pháp về mặt thức ăn. Còn ba đức mà đứng trên phương diện giáo lý mà nói là gì? Pháp thân, bát nhã, giải thoát. Người nào mà có được pháp thân, ứng dụng pháp thân thì sẽ có được trí tuệ. Người có trí tuệ tức khắc giải thoát, không có ràng buộc. Bây giờ ví dụ nha, mình ăn mà ăn thọ nhận món ăn, ăn biết hương vị là ăn bằng pháp thân. Đó là pháp thân đó. Bát nhã là gì? Biết là tất cả các pháp này đều là duyên sinh, mà ăn cái này để nuôi thân thôi, không có dính mắc. Người không dính mắc là giải thoát. Ăn mà ăn là biết thức ăn là nuôi thân, cho nên không có tham đắm. Ví dụ như lỡ thiếu, nhường chút cho huynh đệ. Và lỡ tới phiên mình mà hết cũng không buồn, giải thoát. Cho nên khi ăn phải đủ ba đức: pháp thân, bát nhã, giải thoát. Người cúng đủ ba đức, như cái gì? À, trong sạch, mềm dịu, như pháp. Chúng ta là người nhận đủ ba đức, là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Thiếu không buồn, dư thì san sẻ. Và chúng ta ghi nhận những gì chúng ta thọ nhận là để nuôi thân, không dính mắc. Không phải đang ăn cái thiếu, tới phiền mình thiếu, lát xuống bếp: chị, hồi nãy chị nấu thiếu, tới phiên tôi không có, nhớ nha, lần sau nấu nữa nha. Mà dính mắc à, không giải thoát. Còn lục vị là gì? Sáu vị là gì? Chua, đắng. Thôi mình nói chua cay đi cho gần hay chua rồi cay. Rồi gì nữa? Đắng với ngọt. Và lạc với mặn. Chua, cay, đắng, ngọt, lạc, mặn. Mình muốn nói cái gì cũng được, miễn đủ sáu chất thôi. Chua với cay,
Hay gì nữa? Đắng với ngọt và lạc với mặn. Đó là lục vị đó. Đứng trên phương diện thức ăn thì mỗi thức ăn trong cái bữa ăn nó sẽ có khi nó có đủ 3 vị hay là 4 vị hay 5 vị, nhưng mà thường thường là bữa ăn nào nó cũng có ít nhất vài vị trong đó. Thí dụ như gỏi là thuộc vị gì? Chua. Khổ qua thì thuộc vị gì? Đắng. Ớt thì thuộc vị cay. Rồi đồ kho là mặn, chè là ngọt. Thí dụ vậy đó. Cho nên mỗi bữa ăn đều có đủ 6 vị. Thì cũng nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời của chúng ta mỗi ngày cũng không ngoài 6 vị này. Có khi nó cũng đắng lắm, nhưng mà tại chúng ta thích mà. Khổ qua không đắng chúng ta đâu có chịu. Cà phê đắng mà chúng ta vẫn uống mà. Ớt cay mà chúng ta vẫn cắn rạo rạo để ăn mà. Gỏi mà không chua là mình chê mà. Thành thử cuộc đời này mà nếu có đắng, có chua, có chát, có mặn, có ngọt gì thì đó cũng là bình thường. Và nếu chúng ta lấy ba đức pháp thân bát nhã giải thoát này nè mà nhìn ứng dụng vô sáu vị thì Pháp Hòa đặt cho nó là cái gì biết không? Ba đức độ sáu vị. Lấy ba cái đức để cảm hóa sáu hương vị của cuộc đời. Cái nào nó cũng có cái ngon của nó, cái nào nó cũng có bài học của nó hết. Nếu mà mình không có khổ đó, là đắng đó, thì làm gì mình biết được cái hương vị của ngọt? Không có khổ thì làm sao mình biết vui? Cho nên có một cái bài thơ, các vị nào mà người ta vượt cái đó thì người ta nói không được. Ở cái mức tương đối thì ok. Chớ có so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Thì ở cái phương diện mà vượt thì bốn câu đầu ok lắm đó. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu mà khổ mà để tu hành thì khổ liền hóa vui, phải không? Thành ra cuộc đời mình đừng có mong rằng không vui khổ. Ở mặt tương đối thì người ta muốn vậy đó. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Nhưng mà với cái nhìn của Bát Nhã có giải thoát, có pháp thân thì không có khổ, thì anh đâu có biết cái gì gọi là vui. Cho nên không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không sầu thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình lên Tây Thiên mình biết là gió cỡ nào, còn ở dưới phố không biết gì hết. Tại giờ ở đây nó đồng trống, gió mạnh. Cho nên nhớ nha, mình phải có đủ ba đức là pháp thân, là bát nhã, là giải thoát. Để nó độ, độ là gì? Là vượt qua khỏi sáu vị của cuộc đời. Là đắng, là ngọt, rồi chua, rồi cay, rồi lạc, rồi mặn. Mà nhớ là không bữa ăn từ sáng cho tới tối, không bao giờ chúng ta vượt ngoài sáu cái vị này. Thì cuộc đời này cũng thế thôi. Bất cứ chúng ta gặp, đối với ai cũng sẽ gặp những cái hương vị. Cho nên cái này là hương vị cuộc đời. Và chúng ta lấy ba đức độ sáu vị. Lấy ba cái đức này để cảm hóa, để vượt thoát sáu vị.